Các truyện Hương Xưa Hân Hạnh giới thiệu bộ truyện Cung nữ Thượng Vị Ký của tác giả Linh Tiểu Tức. Phần 44. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các Truyện Hương Xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Vân Trân liếc nhìn người trong điện, lại nhìn Đức Phi ngồi bên trên, phát hiện sắc mặt bà ta không hề thay đổi, vẫn tươi cười nhìn bên dưới, dường như ngầm đồng ý cho hành động của phi tần kia. Chuyện như vậy thần thiếp không làm chủ được. Vân Trân cúi đầu, nói, Vương gia xưa nay luôn có chủ kiến, những việc này nếu thần thiếp nói với Vương gia, sợ sẽ chọc Vương gia tức giận. Có điều, cũng không nên phụ ý tốt của nương nương. Nói tới đây, Vân Trân dừng một chút. Những người khác đều nhìn nàng, muốn nghe xem nàng có thể nói ra cái gì. Nghe nương nương nói, vị tiểu thư kia của nhà nương nương nhất định rất tốt. Vân Trân lại nói, nếu đã rất tốt, vậy hẳn có thể làm chính phi của Vương gia. Nói xong, Vân Trân mỉm cười. Người nọ nghe thế, trong mắt hiện lên ý mừng. Nàng ta không ngờ lời mình vừa nói rõ ràng là đánh vào mặt nàng lại không hề phản bác, ngược lại còn giúp nàng ta. Nếu biểu muội nhà nàng ta thật sự thành chính phi của Túc Vương. Chính phi của Túc Vương há là vị trí ai cũng đảm nhận được. Đúng lúc này, Đức Phi vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Trong giọng của bà ta không có bao nhiêu phập phồng, nhưng phi tần vừa nói chuyện kia lập tức cứng đờ, giống như có một chậu nước lạnh xối thẳng từ đầu xuống chân nàng ta. Là thần thiếp quá phận, xin Đức Phi nương nương thứ lỗi. Người nọ vội quỳ xuống. Những người khác cũng ngừng thở. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Đã lâu Vân Trân không giao tiếp với nữ nhân hậu cung. Giao tiếp với đám nữ nhân này quả thật còn gian nan hơn đối phó người Nhung ở Lạc Thành. Bởi vì người nơi đây đều là bông giấu kim. Ai biết khi nào sẽ lọt vào bẫy của người khác. May mà không bao lâu, A Linh mệt nhọc. Vân Trân mượn cơ hội này đưa A Linh qua thiên điện nghỉ ngơi. Ra bên ngoài, Vân Trân rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm. Vân phu nhân, mời bên này. Cung nữ dẫn đường nói. Vân Trân cùng A Linh nghỉ ngơi trong cung của Đức Phi. Rất nhanh đã tới tiệc tối. Triệu Húc đã bận xong, thời điểm tới thỉnh an Đức Phi, hắn thuận tiện đón Vân Trân và A Linh đi. Nàng vẫn ổn chứ? Trái phải không còn ai, Triệu Húc nắm tay nàng, hỏi. Chương 1450, cung yến trừ tịch. Vân Trân lắc đầu. Thiếp không sao. Nàng nói, những việc này thiếp có thể ứng phó được. Triệu Húc đau lòng nắm chặt tay nàng. Nàng vốn là một chú chim tự do, nếu không phải hắn, nàng đã không bị nhốt trong cái lồng sắt là kinh thành này. Nhưng nếu bảo hắn thả nàng đi, hắn không muốn. Cuối cùng, cũng chỉ có thể giữ nàng ở lại bên cạnh, dốc lòng bảo vệ nàng. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi sao? Vân Trân hỏi. Ừ, Triệu Húc gật đầu, đêm nay không có người ngoài, trên cơ bản đều là hoàng tộc. Hậu cung lại có người mới tới. Đến lúc đó, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta chiếu cố A Linh là được. Những người khác, nàng không cần quản. Vân Trân gật đầu, sau đó xoay người vào trong đánh thức A Linh. Triệu Húc nhìn bóng lưng nàng, đau lòng không thôi. Chuyện nàng gặp thái tử ở hành lang nha hoàn đã nói với hắn. Hắn không ngờ bọn họ vừa trở về, thái tử đã không kiên nể như thế, đúng là kinh người quá đáng. Có điều, hắn sẽ bảo vệ nàng, cũng sẽ bảo vệ A Linh chu toàn. Vân Trân từ biệt Đức Phi, sau đó theo Triệu Húc đi dự tiệc. Yến hội tổ chức ở Triêu Dương Các trong Ngự Hoa Viên. Phong cảnh nơi này rất đẹp, hơn nữa sau bữa tiệc, mọi người còn có thể lên lầu 2 của Triệu Dương Các xem pháo hoa trong hoàng thành. Thời điểm Vân Trân và Triệu Húc tới, Hoàng đế và Vương Hoàng hậu vẫn chưa xuất hiện, nhưng bên trong đã có rất nhiều người. Trong đó có vài người quen mặt, có vài người Vân Trân không biết. Ví dụ như Vũ Vương Triệu Kỳ, Vân Trân biết cả, nhưng gia quyến đi theo, Vân Trân lại không biết một người nào. Nàng nhớ lúc mình chưa rời khỏi kinh thành, La Trước và Phiến Nhu từng hầu hạ Vũ Vương, nhưng hiện tại không thấy các nàng đâu. Không biết thân phận các nàng không đủ dự yến tiệc tối nay, hay đã rời khỏi Vũ Vương phủ. Tuy có hơi tò mò, nhưng nàng sẽ không chủ động đi hỏi thăm. Dù sao 4 người từng ở Vĩnh Hạng sớm đã đường ai nấy đi. Ngoại trừ Tử Thị, trên cơ bản Vân Trân không có giao thoa gì với La Trước và Phiến Nhu. Triệu Ngọc Giao nàng cũng nhận ra. Thời điểm từ Kinh Thành đến Quán Châu, Tử Thị kể với nàng, Năm thứ hai sau khi họ rời khỏi Kinh Thành, Triệu Ngọc Giao đã gả cho nhi tử của Vương Thừa Tướng, Vương Tử Anh. Có điều tính tình phu thê hai người rất không hợp. Trước khi thành thân, Triệu Ngọc Giao là công chúa Vân Hán Quốc, có tiếng mỹ nhân, Vương Tử Anh không ngừng theo đuổi nàng ta. Nhưng thành thân rồi, gã dần dần không có cách nào chịu đựng tính cách của Triệu Ngọc Giao nữa. Nghe nói hai người thường xuyên vung tay đánh nhau, làm mất thể diện của Vương gia. Mỗi lần cãi nhau với Vương Tử Anh, Triệu Ngọc Giao đều chạy về cung. Ban đầu, Hoàng đế còn trách cứ Vương Tử Anh vài câu, sau này, quá nhiều lần, Hoàng đế cũng phiền, mỗi lần nghe Triệu Ngọc Giao tới, đều tránh không gặp, sủng ái dành cho Triệu Ngọc Giao cũng không bằng ngày xưa. Vương Hoàng hậu nhận ra, răn dạy Triệu Ngọc Giao cũng ngoan ngoãn một chút, ít nhất sẽ không khiến sự việc trở nên quá khó coi. Nhưng hôn nhân của nàng ta và Vương Tử Anh đã không thể cứu vãn được. Nghe nói Vương Tử Anh hiện tại coi như đã buông tay buông chân, mặc kệ thân phận phò mã công chúa, bắt đầu nuôi thiếp thất bên ngoài. Vì thế, trước đó không lâu, Triệu Ngọc Giao cãi nhau với Vương Tử Anh một trận, còn cầm roi ngựa đuổi thiếp thất kia ra khỏi biệt viện. Vương Tử Anh tức giận, đã nửa tháng rồi vẫn chưa về công chúa phủ. Vân Trân biết những việc này là vì Triệu Ngọc Giao và Vương Tử Anh tự làm lớn chuyện. Chuyện của công chúa và phò mã lúc này đã thành trò cười đầu đường cuối ngõ đều biết. Chương 1451, Triệu Ngọc Giao. Mấy người Triệu Húc tới, đương nhiên khiến không ít người chú ý. Tuy trong số họ có vài người trước đây đã gặp Triệu Húc, nhưng đây là lần đầu tiên thế tử A Linh của Triệu Húc và Vân Trân lần đầu xuất hiện. Bởi vậy, bọn họ vừa đến, rất nhiều người đều nhìn bọn họ, hoặc là tìm hiểu, hoặc là cảnh giác, hoặc là muốn lấy lòng nịnh bợ. Triệu Ngọc Giao vốn đang bất mãn vì phò mã Vương Tử Anh cứ nhìn cung nữ rót trà, đương nhiên cũng thấy Vân Trân và Triệu Húc. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân Trân, trong đôi mắt được trang điểm xinh đẹp hiện lên một tia oán hận. Đúng vậy, là hận. Rất hận Vân Trân đứng cạnh Triệu Húc. Nàng ta thật sự không hiểu, nữ nhân thân phận đê tiện như cỏ dại ven đường kia ban đầu chẳng qua là nha hoàn quét rác của Ninh Vương Phủ, nhưng cố tình sinh mệnh nàng lại ngoan cường cứ như cỏ dại. Dù có bị dẫm đạp đã kích thế nào, cuối cùng nàng vẫn không ngừng sinh trưởng. Nhiều năm như vậy, từ lần đầu gặp Vân Trân, Triệu Ngọc Gia đã không thích nàng. Nàng ta luôn có cảm giác Vân Trân có loại khí chất khiến nàng ta rất khó chịu. Đó là kiêu ngạo cùng cứng cỏi bất khuất. Nhưng khí chất như vậy không nên xuất hiện trên một kẻ ti tiện như Vân Trân. Cố tình, mấy lần xuống tay với nàng ta đều không thành công. Bởi vậy, Triệu Ngọc Giao đương nhiên tức giận. Đồng thời cũng rất hận Vân Trân. Đặc biệt là bây giờ, nhiều năm trôi qua như thế, cuộc sống của nàng ta như một cuộn chỉ rối, từ công chúa Vân Hán Quốc cao cao tại thượng thành tức phụ Vương gia, gả cho tên khốn như Vương Tử Anh. Nàng ta biết trong cung ngoài cung có không ít người đều chê cười nàng ta, đem chuyện ở công chúa phủ thành trò tiêu khiển ở trà dư tử hậu. Nhưng khi trong những ngày tháng tồi tệ, nàng ta lại nhìn thấy nữ nhân từng bị nàng ta khinh thường, tra tấn dùng thân phận khiến ai nấy đều hâm mộ xuất hiện ở dạ yến cung đình. Điều này bảo Triệu Ngọc Giao bình tĩnh thế nào nữa. Đừng tưởng nàng ta không biết, nữ nhân trong hậu cung này, bao gồm mẫu hậu tôn quý của nàng ta, bọn họ đều xem thường nữ nhân xuất thân nô tịch này, cảm thấy nàng không xứng đứng chung chỗ với họ. Nhưng Triệu Ngọc Giao vẫn biết, trong số những người này, có bao nhiêu người hâm mộ tình yêu kiên định chưa từng thay đổi của Túc Vương Triệu Húc dành cho nàng. Hắn thậm chí vì nàng, từ bỏ hoàng quyền phú quý. Bọn họ hâm mộ, ghen ghét, nhưng lại không chịu thừa nhận. Sẽ không ai chịu thừa nhận các nàng lại ghen ghét một nữ nhân xuất thân hèn mọn, mặc dù nữ nhân kia có được thứ các nàng mãi mãi đều không chiếm được. Dù sao trong hoàng cung kim bích huy hoàng này, thứ không được dung thứ nhất chính là tình cảm chân thành, sẽ không ai chọn tình yêu thuộc về mình mà không suy tính. Các nàng sẽ không thừa nhận. Nhưng càng không thừa nhận, sẽ càng ghen ghét. Nữ nhân kia mãi mãi sẽ không biết bản thân tại sao luôn bị bài xích. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc Giao nheo mắt. Xem ra, dù có qua bao lâu, nàng ta đều chán ghét nàng. Túc Vương điện hạ. Triệu Ngọc Giao cười lạnh, đi về phía Triệu Húc và Vân Trân. Ngọc Giao hoàng muội. Triệu Húc gật đầu. Vân Trân nắm tay A Linh, đứng sau Triệu Húc, hành lễ với Triệu Ngọc Giao. Chương 1452, Triệu Ngọc Nhung. Lục Hoàng huynh trở về đã nhiều ngày, Ngọc Giao thế mà vẫn chưa tới cửa bái phỏng. Triệu Ngọc Giao nhìn Triệu Húc, nói, đúng là thất lễ. chắc Lục Hoàng huynh sẽ không tức giận đúng không? Đương nhiên không. Triệu Húc trả lời. Triệu Ngọc Giao cười cười, nhưng nụ cười kia chỉ là vẻ bề ngoài. Nàng ta lại nhìn Vân Trân. Vân Trân hơi nghiêng đầu nhìn nàng ta. Triệu Ngọc Giao mỉm cười, có điều không nói gì thêm, cuối cùng hướng mắt về phía A Linh. Đây là hài tử A Linh của Hoàng huynh sao? Thật đáng yêu, mau qua với đại cô đi. Triệu Ngọc Giao híp mắt, cong eo, vươn tay về phía A Linh. A Linh bắt lấy tay áo Vân Trân, sợ hãi nhìn Triệu Ngọc Giao. Nó tuy còn nhỏ nhưng rất ít khi luống cuống hay sợ người lạ, ngay cả khi lần đầu Triệu Húc dẫn nó đi gặp Hoàng đế, nó đều thể hiện sự thông minh của mình, khiến Hoàng đế càng yêu thích nó. Chỉ là hôm nay không biết làm sao, thời điểm đối mặt với Triệu Ngọc Giao, nó thế mà hơi rụt rè nhút nhát. Vân Trân đoán có lẽ do tâm tư của tiểu hài tử đơn thuần. Bọn chúng không giống người lớn học cách phỏng đoán người khác, hay che giấu chính mình. Thời điểm đối mặt với ai đó, đa phần chúng sẽ dùng trực giác để phỏng đoán. Trực giác nói với A Linh, người đứng trước mặt không phải thật sự thích nó, đôi mắt đang nhìn nó kia cũng khiến nó sợ hãi. Cho nên, nó theo bản năng lùi bước. Vân Trân nắm chặt tay A Linh. Dù nó có thích hay không, nó đã sinh ra ở Hoàng gia. Người của Hoàng gia cho dù tính kế nhau thế nào, bề ngoài vẫn phải duy trì sự hòa bình. A Linh nên học cách thích ứng. Nhưng Vân Trân lại đau lòng cho nó. Làm mẫu thân, nàng càng hy vọng A Linh có một tuổi thơ vui vẻ. Xem ra ngay cả tiểu hài tử cũng biết Ngọc Giao công chúa không dễ ở chung. Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói nhu hòa. Giọng nói tuy nhu hòa, nhưng ý trong lời nói không hề có chút tình cảm. Triệu Ngọc Giao vừa nghe, lập tức xoay người, nhìn người tới phía sau, sắc mặt âm trầm. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là muội muội tốt tri thư đạt lễ của ta. Triệu Ngọc Giao cố ý nhấn mạnh ba chữ muội muội tốt. Vân Trân ngẩng đầu nhìn người quen. Trước khi xuất hiện ở Kinh Thành, nàng ta tên Tôn Thúy Nga. Sau khi đến Kinh Thành, tên nàng ta liền biến thành Triệu Ngọc Nhung, nhị công chúa Vân Hán Quốc Triệu Ngọc Nhung. Triệu Ngọc Nhung mỉm cười với Triệu Ngọc Giao, sau đó hành lễ với Triệu Húc. Ngọc Nhung gặp qua Lục Hoàng huynh. Triệu Ngọc Nhung nói. Ngọc Nhung hoàng muội không cần đa lễ. Nói rồi, Triệu Húc xoa đầu A Linh, bổn vương còn chút việc. Ngọc Giao hoàng muội, Ngọc Nhung hoàng muội, ngày khác chúng ta lại tâm sự. Thấy Triệu Ngọc Nhung cũng tới, Triệu Húc không muốn Vân Trân tiếp tục ở lại đây. Vậy được. Triệu Ngọc Nhung híp mắt nhìn Vân Trân, Hoàng huynh không ở Kinh Thành mấy năm, Ngọc Nhung có rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho Hoàng huynh nghe. Nếu hôm nay Hoàng huynh không có thời gian, vậy ngày khác Ngọc Nhung sẽ tới cửa bái phỏng. Triệu Húc gật đầu, sau đó đưa Vân Trân và A Linh rời đi. Dù đã đi xa, Vân Trân vẫn có cảm giác Triệu Ngọc Nhung đang nhìn mình. Chuyện về Triệu Ngọc Nhung thật ra không nhiều lắm. Nghe nói 3 năm nay, nàng ta cứ ru rú ở Ngọc Nhung cung, không gây ra chuyện gì. Chương 1453, Chiến Sơn Hà và Tử Thị. 1 năm trước, nàng ta còn xin đi chùa Kỳ Sơn cầu phúc cho Hoàng đế và Thái hậu. 3 tháng trước, sau khi thời tiết chuyển lạnh, nàng ta mới từ chùa Kỳ Sơn trở về. Có điều, chuyện Vân Trân chú ý lại là công chúa Triệu Ngọc Nhung đến nay vẫn chưa có hôn phối. Công chúa Triệu Ngọc Nhung thật sự bằng tuổi Vân Trân, nhưng tuổi thật của Triệu Ngọc Nhung lại lớn hơn Vân Trân 2-3 tuổi. Nhưng mặc kệ tuổi thật của nàng ta hay của công chúa Triệu Ngọc Nhung thật sự, ở Vân Hán Quốc, đặc biệt là ở Hoàng gia, dù chưa gả chồng thì cũng nên có hôn phối. Nhưng Triệu Ngọc Nhung đúng là trường hợp đặc biệt. Vân Trân không biết nàng ta có tính toán gì, hay là còn vì nhớ thương Ngụy đại ca. Nhưng tạm thời không nói Ngụy đại ca đã ở Tái Bắc xa xôi, từ 2 năm trước đã trở thành vương của bộ lạc sư thú. Vân Trân biết bản thân Ngụy đại ca căn bản không thích Triệu Ngọc Nhung. Triệu Ngọc Nhung chưa có hôn phối, sợ rằng còn tính toán khác. Trong lòng nghi hoặc, Vân Trân thuận miệng hỏi Triệu Húc. Triệu Húc nói với nàng, lần này Triệu Ngọc Nhung trở về đúng là vì Hoàng đế có ý ban hôn cho nàng ta, nói không chừng trong bữa tiệc đêm giao thừa hôm nay sẽ quyết định. Người đã đi rồi, ngươi còn giả mù sa mưa nhìn cái gì? Triệu Ngọc Giao châm chọc. Triệu Ngọc Nhung không hề tức giận, còn cười nói, giả mù sa mưa. Ngọc Nhung không biết Hoàng tỷ có ý gì. Hừ, ngươi không biết. Được, ngươi không biết thì thôi. Có điều ta nghe nói trong tiệc tối nay Phụ Hoàng sẽ chỉ hôn cho ngươi. Không biết Phụ Hoàng định đính hôn ngươi cho ai nhỉ? Nếu ngươi chưa có người được chọn, không bằng để ta chỉ cho ngươi một con đường. Nghe nói công tử công bộ Thị Lan tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất xứng đôi với ngươi. Nếu ngươi không ngại, hay là suy xét tới tên đó đi. Nói xong, Triệu Ngọc Giao xoay người bỏ đi, không thèm xem Triệu Ngọc Nhung có phản ứng gì. Công tử công bộ Thị Lan. Trong kinh thành này có ai không biết công tử công bộ Thị Lan là tên khốn thế nào hả? Triệu Ngọc Giao thế mà bảo nàng ta gả cho tên đó. Ánh mắt Triệu Ngọc Nhung trở nên âm trầm. Có điều, cảm xúc kia tới nhanh, đi cũng nhanh. Chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện. Chiến tướng quân. Tử Thị. Gặp Tử Thị và Chiến Sơn Hà ở yến hội, Vân Trân không khỏi kinh ngạc. Tử Thị tham gia cung yến nàng không hề bất ngờ, nhưng Chiến Sơn Hà không phải đang bị hoàng đế giam lỏng ở tiểu viện sao? Sao lại xuất hiện ở tiệc đêm giao thừa? Chiến Sơn Hà gật đầu với Vân Trân, sau đó hành lễ với Triệu Húc. Chiến tướng quân, vừa lúc bổn vương có một số việc muốn nói với tướng quân. Không biết lúc này có tiện không? Triệu Húc hỏi Chiến Sơn Hà. Có. Mời. Chiến Sơn Hà duỗi tay. Triệu Húc dặn dò Vân Trân vài câu, sau đó cùng Chiến Sơn Hà đi trước. Vân Trân giữ A Linh lại. Tử Thị, chúng ta cũng ngồi đi. Vân Trân nói. Hiện tại Hoàng đế và Thái hậu còn chưa tới, một khoảng thời gian nữa yến hội mới bắt đầu. Người tới trước đều chờ ở thiên điện bên cạnh. Được. Tử Thị gật đầu. Vân Trân nắm tay A Linh qua bên cạnh. Bọn họ tìm một chỗ không có ai, ngồi xuống. Vân Trân bảo nha hoàn chiếu cố A Linh, nhưng phân phó nha hoàn không được đi xa, chỉ ở nơi nàng có thể nhìn thấy. Chương 1454, Bạch Phi. Tử Thị, sao chiến tướng quân lại tới yến hội? Thấy mọi nơi không ai chú ý tới các nàng, Vân Trân vội hỏi. Tử Thị lắc đầu, thật ra ta cũng không biết. Ngài ấy nói chiều nay đột nhiên có người tới tiểu viện tuyên chỉ, bảo ngài ấy buổi tối vào cung dự tiệc. Sau đó, ta tới cùng ngài ấy. Vậy sao? Vân Trân thấy Tử Thị buồn rầu nhíu mày, liền an ủi, bệ hạ cho chiến tướng quân tham dự cung yến, xem ra là không muốn làm căng thẳng mối quan hệ giữa triều đình và Trấn Bắc Quân. Có lẽ đây là bắt đầu, không lâu nữa chiến tướng quân có thể về Bắc Địa. Kinh thành dù phồn hoa, chiến trường của Chiến Sơn Hà đều ở Bắc Địa. Cả cũng chỉ thuộc về Bắc Địa. Chỉ mong như lời ngươi nói. Tử Thị gật đầu, nhưng cung mày vẫn không có cách nào hoàn toàn giãn ra. Rất nhanh, người tham gia yến hội lần lượt đến. Thái tử Triệu Hy, Vũ Vương Triệu Kỳ. Ngoại trừ các Vương Triệu Duẩn vì không khỏe, những hoàng tử khác đều tới. Cuối cùng là hoàng đế dẫn Vương Hoàng hậu cùng Phi Tần hậu cung có Phi Tần, được sủng ái khoan thai đến. Vân Trân phát hiện Tam Phi Tần ở trước mặt mọi người chỉ có Đức Phi. Nghe nói Hiền Phi không khỏe, còn Liễu Thục Phi khi Vân Trân rời khỏi kinh thành đã bị hạ chỉ đóng cửa ăn năn. Mấy năm nay, Hàm Thục cung kia cứ như lãnh cung vậy. Ngoại trừ những người này, còn một số người Vân Trân đã từng gặp hoặc chưa từng gặp. Có điều trong số đó, có một người vô cùng chói mắt. Đó là nữ nhân xiêm y hoa lệ, chắc là phi tử hậu cung. Nàng ta có lẽ rất được sủng ái, bởi vì nàng ta thế mà ngồi trên Đức Phi, bên tay phải hoàng đế. Mà Đức Phi đứng đầu Tam Phi còn ngồi dưới nàng ta. Ngồi bên tay trái của hoàng đế chính là Vương Hoàng hậu. Vân Trân phát hiện từ khi xuất hiện, phi tử kia luôn dính vào hoàng đế. Vương Hoàng hậu mấy lần dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng nàng ta đều coi như không thấy, hoàn toàn không hề sợ sự uy hiếp của Vương Hoàng hậu. Đều bình thân. Hoàng đế giơ tay, nói. Mọi người đứng dậy, sau đó vào chỗ. Tiệc tối trừ tịch chính thức bắt đầu. Triệu Húc thân là vương gia Vân Hán Quốc, vị trí tương đối ở phía trước. Vân Trân và A Linh ngồi cùng Triệu Húc, vị trí đương nhiên cũng khá gần những người tôn quý nhất. Nhân lúc không ai chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua bên trên. Vương Hoàng hậu thoạt nhìn nghiêm túc hơn 3 năm trước, gương mặt kia vừa nhìn liền biết khó thân cận. Còn hoàng đế, Triệu Húc nói long thể ông ta không bằng trước. Vân Trân tuy không nhìn gần, nhưng ở khoảng cách này, nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người hoàng đế. Nếu một người bị bệnh lâu ngày, cho dù trước khi ra ngoài ông ta có tắm rửa, thay y phục, còn huân hương, thì người khác vẫn nhận ra. Đặc biệt, Vân Trân còn là đại phu. Đó là Bạch Phi. Triệu Húc nhân lúc cúi đầu uống rượu, đột nhiên hạ giọng nói với Vân Trân. Vân Trân ngây ra một lúc, sau đó hoàn hồn lại. Triệu Húc có lẽ cho rằng nàng đang tò mò phi tử ngồi bên cạnh hoàng đế, cho nên mới giải thích với nàng một chút. À, nàng gật đầu. Bạch Phi này lai lịch không rõ, nghe nói 3 năm trước, trong lúc phụ hoàng đi săn, ở khu vực săn bắn cứu được. Không ai biết lai lịch của nàng ta, bởi vì nàng ta nói mình mất trí nhớ, Triệu Húc nói. Cứ thế, hoàng đế đưa bà ta về trong cung. Chương 1455, hình như đã từng quen biết không ai biết lai lịch của Bạch Phi kia. Nhưng sau khi nghe Triệu Húc kể, Vân Trân lại cảm thấy Bạch Phi và hoàng đế có câu chuyện xưa, giống như đã từng quen biết. Mãi đến khi ánh mắt nàng không cẩn thận dừng ở Triệu Hy ngồi đối diện, nàng mới giật mình nhớ lại câu chuyện này nàng đã từng nghe ở đâu. Đúng vậy, nàng quả thật đã từng nghe. Câu chuyện này không phải là vì mẫu thân của thái tử Triệu Hy, nữ nhân tên Y Lan sao? Chính xác ra, tên của bà ta hẳn là Thịnh Y Lan, hậu nhân Thịnh gia, Tham Lang. Bởi vì luôn muốn né tránh liên quan tới thân thế của thân thể này, cho nên từ khi hồi kinh, chuyện liên quan tới Tham Lang, nàng rất ít khi nghĩ tới. Nhưng nàng không nghĩ, cố gắng tránh đi, không có nghĩa sự việc chưa từng xảy ra. Ít nhất, thái tử Triệu Hy ngồi đối diện nàng lúc này, nàng không có cách nào tránh đi. Cho dù nàng muốn tránh, Triệu Hy cũng không cho nàng cơ hội đó. Thời điểm ở Bắc Địa, nàng đã đoán được Triệu Hy là người của Tham Lang. Bởi vì Bác Gia gọi hắn là công tử, mà đám người Bác Gia lại là cố nhân Tham Lang. Vân Trân không tin hơn 20 năm trước, sự xuất hiện bất ngờ của Thịnh Y Lan ở khu vực săn bắn, sau đó gặp hoàng đế khi ấy còn là Ninh Vương, được đưa về nhà riêng hoàn toàn là trùng hợp. Cho dù năm đó Thịnh Y Lan thật sự gặp được một nam nhân kia tuyệt đối không thể là hoàng tộc Triệu thị. Nhưng cố tình người bà ta gặp khi đó là Ninh Vương. Có lẽ ngay từ đầu, Thịnh Y Lan tiếp cận người của hoàng tộc Triệu thị vì mục đích không thể cho ai biết. Có lẽ là báo thù, có lẽ là nguyên nhân khác. Nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Trân không biết rõ toàn bộ chuyện xưa, chỉ có thể căn cứ vào những gì mình biết khâu lại mạch chuyện. Có lẽ Thịnh Y Lan một lòng muốn báo thù đột nhiên phát hiện mình yêu nam nhân kia, hoặc trong đó đã xảy ra chuyện khác, thân phận của bà ta sắp bại lộ. Cũng có thể vì đủ nguyên nhân khiến bà ta không thể không giả chết rời khỏi kinh thành. Kế tiếp, bà ta sinh Triệu Hy ra. Sau nữa, bắt đầu báo thù. Vân Trân không biết Triệu Hy có mục đích gì, hắn và cố nhân Tham Lang có hiệp nghị gì. Nhưng nàng biết, Triệu Hy chắc chắn có nhiều âm mưu hơn. Mục đích của hắn chỉ sợ không đơn giản chỉ là ngôi vị hoàng đế. Thậm chí, hắn khiến nàng có cảm giác từ đầu đến cuối hắn không hề để ý vị kia. Điều hắn để ý chỉ có hoàng tộc Triệu thị mà thôi. Vì chuyện xưa của Thịnh Y Lan, Vân Trân không thể không chú ý tới Bạch Phi này. Có lẽ do nhìn nhiều lần, nàng thế mà cảm thấy Bạch Phi này rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó. Nàng cố gắng suy nghĩ, bỗng phát hiện chính là đôi mắt kia. Đôi mắt của Bạch Phi cùng đôi mắt trong bức tranh vẽ Thịnh Y Lan ở biệt viện Vân Trân từng tới rất giống. Đúng vậy, đó là đôi mắt giống nhau như đúc. Vân Trân không biết Thịnh Y Lan trông thế nào. Có lẽ, ở chi tiết nào đó, Bạch Phi nương nương lúc này đang ngồi cạnh hoàng đế cũng tương tự Thịnh Y Lan. Hôm đó ở tiểu viện kia, Vân Trân nhìn ra được hoàng đế vẫn chưa buông tay Thịnh Y Lan. Cho nên sự xuất hiện của Bạch Phi khẳng định không phải ngẫu nhiên. Chỉ là không biết kẻ đứng sau nàng ta là Triệu Hy hay ai khác. Nhưng mục đích đều là hoàng đế. Có lẽ Vân Trân nhìn quá nhiều lần. Đột nhiên, Bạch Phi quay đầu, hướng mắt về phía này. Chương 1456, chuyện nhi nữ. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong lúc Vân Trân do dự, không biết làm thế nào cho phải, Bạch Phi gật đầu với nàng, sau đó coi như không có việc gì mà quay đầu đi, rót rượu cho hoàng đế. Nhưng Vân Trân lại vì cái liếc mắt kia mà cả người cứng đờ. Trong nháy mắt, trái tim nàng hoảng loạn. Trân Nhi. Bỗng dưng, tay nàng được nắm chặt. Nàng nghiêng đầu, thấy Triệu Húc đang dùng đôi mắt quan tâm nhìn mình. Thiếp không sao. Vân Trân lắc đầu. Kế tiếp, nàng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng dùng tâm trí chiếu cố A Linh. Trong lúc đó, hoàng đế ngồi bên trên hỏi A Linh mấy câu, A Linh đều trả lời ra dáng ra hình. Tuy nó hiện giờ chỉ 2 tuổi, nhưng bộ dáng nghiêm trang cùng đôi mắt thông minh kia thật sự khiến người ta yêu thích. Cuối cùng, ngay cả Vương Hoàng hậu cũng cho mặt mũi, thưởng A Linh ít đồ. Triệu Húc đứng dậy, cảm tạ thay A Linh. Sau đó không biết thế nào, đề tài chuyển dời đến hài tử. Từ A Linh chuyển sang hài tử của Vũ Vương Triệu Kỳ. Mẫu thân của hài tử kia là Trắc Phi của Vũ Vương. Nãy giờ nghe mọi người đều khen A Linh, nàng ta vô cùng sốt ruột, hận không thể cũng cho hài tử của mình lộ diện, được mọi người khen ngợi. Nhưng hài tử của Vũ Vương mới chào đời, ngay cả đi còn chưa biết, càng miễn bàn tới nói chuyện. Người lớn trêu đùa, sẽ không như khen A Linh thông minh đáng yêu. Do đó, trong lòng dù có bao nhiêu khát vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn lại. Vương Hoàng hậu vất vả lắm mới dời đề tài lên người hài tử của Vũ Vương. Bà ta sai người bế hài tử lên, hài tử còn nhỏ, cần ngủ nhiều, cho nên hài tử khi được bế lên đang nhắm mắt ngủ, không thể chọc. Hoàng đế khen vài câu, cũng cho người ban thưởng. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hoàng đế đối xử với thế tử của Túc Vương và nhi tử của Vũ Vương không giống nhau. Nhắc tới hài tử, câu chuyện đương nhiên sẽ kéo sang những người chưa có con. Ví dụ như Triệu Ngọc Giao và phò mã Vương Tử Anh, cũng như thái tử Triệu Hy. Triệu Hy đã nạp Trắc Phi. Nhưng 3 năm nay, Đông Cung vẫn không có động tĩnh. Tuy hoàng đế không nói, nhưng tâm tư người bên dưới đã lung lay. Từ khi khai quốc tới nay, Vân Hán quốc không phải chưa có tiền lệ phế thái tử. Nói xong những người đã thành thân nhưng chưa có con, câu chuyện liền tới người chưa thành thân. Các Vương Triệu Duẩn luôn ở ngoài đề tài. Hắn rõ ràng là nhi tử của Vương Hoàng hậu, nhưng cảm giác tồn tại còn không bằng 1/3 của Vũ Vương. Dù sao đối với những người đang trong cuộc tranh đấu, các Vương Triệu Duẩn là kẻ vô hình. Mà bản thân hắn dường như cũng mong mình là kẻ vô hình. Yến hội lớn nhỏ trong cung này, trên cơ bản hắn đều không tham dự. Cho nên, không ai nhắc tới hắn. Tiếp đến chính là thất hoàng tử, hiện tại là Tuệ Vương Triệu Du. Triệu Du đã thành niên. Năm trước, hoàng đế ban cho nó phong hào Tuệ Vương. Rõ ràng người trong cung ngoài cung đều biết thất hoàng tử Triệu Du là tên ngốc, nhưng cố tình hoàng đế lại ban cho nó chữ Tuệ. Cũng không biết trong đây rốt cuộc có ý gì. Nhưng mẫu thân của Tuệ Vương, Thấm Chiêu Nghi chưa từng bàn gì thêm. Chương 1457, chỉ hôn. Sau khi có phong hào, Triệu Du mang theo ý chỉ của hoàng đế dọn ra ngoài sống. Cuộc sống đến nay vẫn tính là tạm ổn. Không khéo chính là mẫu tử Tuệ Vương hôm nay cũng không tới. Nghe nói trước đó không lâu, Tuệ Vương bất cẩn rơi xuống nước, sốt cao, đến nay bệnh chưa khỏi. Thấm Chiêu Nghi ở lại Tuệ Vương phủ chăm sóc Tuệ Vương, nên cũng không tới. Có điều với tình hình bản thân Tuệ Vương thật sự không tiện nghị thân. Nữ tử xuất thân tốt một chút đều không muốn gả vào Tuệ Vương phủ, làm tức phụ cho một tên ngốc, cho dù có thân phận Tuệ Vương phi. Còn người xuất thân không cao, Thấm Chiêu Nghi chưa chắc nhìn trúng. Mà người nọ nếu vì phú quý gả vào, sau này chưa chắc đối xử tốt với Tuệ Vương, Thấm Chiêu Nghi đương nhiên càng không muốn. Nghe nói thời điểm Tuệ Vương dọn ra khỏi cung, Thấm Chiêu Nghi từng cầu xin hoàng đế, nói chuyện của Tuệ Vương cứ để từ từ, cần tìm người thật lòng đối đãi với Tuệ Vương mới được. Ngoại trừ Tuệ Vương thì chỉ còn lại nhị công chúa Triệu Ngọc Nhung và tam công chúa Triệu Ngọc Kính. Hôn sự của Triệu Ngọc Kính sớm đã quyết định vài năm trước. Khi ấy, đối tượng là quốc vương một đất nước xa xôi. Quốc vương kia tuổi tác gần bằng hoàng đế. Lúc đó, Triệu Ngọc Kính tuổi còn quá nhỏ, không nên gả xa, cho nên hoàng đế giữ nàng ở lại mấy năm, định chờ nàng tròn 16 sẽ xuất giá. Nhưng năm trước, quốc vương đất nước kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hôn sự của Triệu Ngọc Kính cũng tạm thời gác xuống. Có điều, Triệu Ngọc Kính vẫn còn nhỏ, không cần sốt ruột. Còn lại mỗi nhị công chúa Triệu Ngọc Nhung. Theo tuổi tác, năm nay Triệu Ngọc Nhung đã 22, qua năm nay là 23, dù thế nào cũng nên quyết định hôn sự. Vân Trân nghe nói đêm nay hoàng đế sẽ ban hôn cho Triệu Ngọc Nhung. Do vậy, khi có người nhắc tới Triệu Ngọc Nhung, Vân Trân liền biết sắp bắt đầu rồi. Nhưng Vân Trân không ngờ chuyện này lại do Vương Hoàng hậu bắt đầu. Nhắc đến hôn sự của Ngọc Nhung cũng nên định rồi. Vương Hoàng hậu nhìn hoàng đế. Hoàng đế gật đầu. Ngọc Nhung. Hoàng đế nhìn Triệu Ngọc Nhung, mấy năm qua, con nói muốn cầu phúc cho phụ hoàng và thái hậu nên hôn sự trì hoãn. Hiện giờ, con đã đến tuổi rồi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Con nói phụ hoàng nghe, con có ý trung nhân chưa? Nếu có, con cứ việc nói, phụ hoàng chỉ hôn cho con. Hoàng đế vừa dứt lời, mọi người ở đây đều nhìn Triệu Ngọc Nhung. Vân Trân cũng nhìn nàng ta. trong lòng nàng có hơi căng thẳng. Nàng không biết Triệu Ngọc Nhung sẽ đưa ra đáp án gì. Dù sao lời hứa này của Hoàng đế thật sự quá nguy hiểm. Triệu Ngọc Nhung bị điểm danh, từ chỗ ngồi đứng dậy, trả lời, hôn nhân đại sự nên theo lệnh phụ mẫu, lời người mai mối. Ngọc Nhung nào dám tùy ý quyết định. Phụ hoàng cứ quyết đi. Hoàng đế cười ha ha. Bạch Phi ngồi cạnh cũng khen ngợi, bệ hạ, vẫn là Ngọc Nhung công chúa hiểu ngài. Ha ha ha, đúng vậy. Hoàng đế duỗi tay ôm lấy Bạch Phi, cười nói. Vương hoàng hậu nhếch môi. Sắc mặt Triệu Ngọc Giao ngồi dưới trực tiếp trở nên khó xem. Ngọc Nhung, con thật sự muốn phụ hoàng chỉ hôn thay con sao? Hoàng đế hơi dò người ra trước, lần nữa hỏi. Đúng vậy. Triệu Ngọc Nhung hành lễ, phụ hoàng cứ làm chủ. Hoàng đế ngồi thẳng người, cất đi ý cười trong mắt, liếc nhìn bên dưới một vòng, một khi đã vậy, phụ hoàng sẽ chọn cho con một người. Chiến tướng quân. Chương 1458, cự hôn. Thình lình, hoàng đế gọi tên Chiến Sơn Hà. Trong đại điện đình trệ vài giây. Nhưng rất nhanh, Chiến Sơn Hà đã đứng dậy. Gã bởi vì vẫn là người mang tội, cho nên vị trí ngồi hiện tại khá xa. Sau khi gã đứng dậy, ánh mắt mọi người liền hướng về phía gã. Tử Thị khống chế nét mặt quá tốt, nhưng chính vì vậy, Vân Trân mới nhận ra nàng ấy lúc này không hề bình tĩnh. Hoàng đế đột nhiên gọi tên Chiến Sơn Hà ngay thời điểm này. Không lẽ hoàng đế muốn Triệu Ngọc Nhung đính hôn với Chiến Sơn Hà? Chiến tướng quân, ngươi có hôn phối chưa? Hoàng đế hỏi. Chiến Sơn Hà ôm quyền, đáp, hồi bệ hạ, tội thần chưa có hôn phối. Hoàng đế khẽ cười, nhìn Triệu Ngọc Nhung, lại nhìn Chiến Sơn Hà, lộ vẻ vừa lòng, nếu thế, trẫm sẽ cho nữ nhi bảo bối của mình đính hôn cùng ngươi, sao hả? Vân Trân nắm chặt hai tay. Nàng nhìn Triệu Ngọc Nhung. Nàng phát hiện Triệu Ngọc Nhung không quá kinh ngạc, dường như trước hôm nay nàng ta đã đoán được quyết định của hoàng đế. Nếu vậy thì chứng minh quyết định này của hoàng đế không phải nhất thời nổi hứng. Ông ta hẳn đã đắn đo rất lâu. Nếu không phải Vân Trân biết Triệu Ngọc Nhung là người thế nào, biết thân phận của nàng ta, nếu không phải Vân Trân biết Tử Thị thích Chiến Sơn Hà, mà Chiến Sơn Hà cũng không phải hoàn toàn vô tình với Tử Thị, nếu nàng không biết những điều này, có lẽ đứng ở góc độ của Liễu Gia, góc độ của Trấn Bắc Quân, đây là chuyện tốt, thậm chí là chuyện không gì tốt hơn. Hoàng đế muốn dùng cách liên hôn gắn kết Trấn Bắc Quân và hoàng tộc Triệu Thị. Nàng phát hiện Triệu Ngọc Nhung trên mặt, tự hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tự hồ ở hôm nay phía trước, nàng đã trước tiên đã biết hoàng đế quyết định này. Điều này chứng minh hoàng đế không định diệt trừ tận gốc Trấn Bắc Quân. Đây là bậc thang hòa hoãn hoàng đế đưa cho họ. Vân Trân tin nếu giờ phút này Trấn Bắc Hầu còn sống, khẳng định ông ta sẽ cực lực khuyên bảo Chiến Sơn Hà đồng ý hôn sự này, thậm chí sẽ thay gã đồng ý. Bởi vì đây là điều kiện hoàng đế tha cho Trấn Bắc Quân. Vân Trân nhìn Chiến Sơn Hà, thật sự không nghĩ ra lý do gã sẽ cự tuyệt. Bởi vì liên hôn không chỉ đại diện cho gã, mà là Trấn Bắc Quân đang ở Bắc Đại cùng Liễu Gia đang lung lay trước dông bão. Hoàng đế vừa nói xong, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của đại điện sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Rất nhiều người đã bắt đầu tự hỏi. Dường như căn bản không có ai nghĩ tới khả năng Chiến Sơn Hà sẽ từ chối liên hôn. Ngay cả Vân Trân cũng không dám chắc. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Chiến Sơn Hà vô cùng để ý Liễu Gia. Trong lòng gã, có lẽ không có gì quan trọng bằng Liễu Gia, người của Liễu Gia. Cho nên hiện tại, chỉ cần đánh đối một cuộc hôn nhân, gã có thể đổi lấy bình an cho người của Liễu Gia cùng Trấn Bắc Quân. Vân Trân nghĩ như vậy, nhưng đồng thời lại hy vọng có thể có một kết cục khác. Bởi vì, nàng sẽ cảm thấy không đáng thay Tử Thị. Nếu Chiến Sơn Hà đồng ý liên hôn. Chiến Sơn Hà, ý ngươi thế nào? Thấy Chiến Sơn Hà không trả lời, hoàng đế lại hỏi. Chiến Sơn Hà quỳ một gối dưới đại điện, đáp, ý tốt của bệ hạ, tội thần không nên khước từ. Nhưng nghĩa phụ qua đời còn chưa tròn 3 năm. Nghĩa phụ lúc sinh thời đối với tội thần ân trọng như núi. Tội thần từng thề trước mộ của nghĩa phụ, nhất định sẽ giữ đạo hiếu vì ông ấy 5 năm. Qua 5 năm, tội thần mới thành thân. Tội thần được bệ hạ hậu ái, nhưng kỳ hạn 5 năm, tội thần thật sự không dám chậm trễ công chúa, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chương 1459, tức giận. Chiến Sơn Hà vừa hết câu, đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người đều hướng mắt về gã. Khiếp sợ, không dám tin được. Đây có lẽ là phản ứng đầu tiên của mọi người. Bởi vì không ai ngờ Chiến Sơn Hà sẽ ở giữa địa điện trực tiếp cự tuyệt hoàng đế. Đây rõ ràng là một chuyện tốt. Mẫu thân của công chúa Triệu Ngọc Nhung tuy xuất thân hèn mọn, hơn nữa đã qua đời, nhưng con nối dõi dưới gối đương kim thánh thượng không nhiều lắm. Triệu Ngọc Nhung thông minh, biết tiến biết lùi, rất được hoàng đế yêu thích. Cho dù khởi điểm không có tình cảm với Triệu Ngọc Nhung, nhưng cưới một công chúa như vậy về nhà cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa với tình cảnh hiện tại của Chiến Sơn Hà, gã có còn nhớ mình đang là người mang tội không? Đối với việc thất Bắc Hầu thất trách, làm mất binh phù, thiếu chút gây ra đại họa, hoàng đế vẫn chưa có kết quả xử lý cuối cùng. Trấn Bắc Hầu lại đột nhiên qua đời, Liễu Gia và Trấn Bắc Quân đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong tình huống như vậy, lấy công chúa hoàng tộc Triệu Thị là lựa chọn không thể tốt hơn. Lần này có lẽ cũng vì giảm bớt căng thẳng giữa triều đình và Trấn Bắc Quân, hoàng đế mới làm vậy. Rõ ràng cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt, Chiến Sơn Hà thế mà cự tuyệt. Cự tuyệt. Gã thật sự cự tuyệt. Gã rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả cự tuyệt Triệu Ngọc Nhung không? Giờ phút này, rất nhiều người đều không hiểu dụng ý của Chiến Sơn Hà. Gã chỉ không kiêu ngạo không xiểm nịnh quỳ gối trước mặt hoàng đế, cho dù gã quỳ một gối, nhưng không ai cảm thấy gã trông thật hèn mọn. Tử Thị ngồi ở một góc nhìn Chiến Sơn Hà, há miệng. Rất nhanh, nàng cắn răng, nỗ lực khống chế cảm xúc sắp dâng trào. Hoàng đế nổi giận. Hoàng đế đương nhiên sẽ nổi giận. Ông ta không hiểu tại sao mình đã cho Chiến Sơn Hà bậc thang, Chiến Sơn Hà còn cự tuyệt. Chẳng lẽ vì cảm thấy nữ nhi của ông ta không xứng với gã sao? Hay là Trấn Bắc Hầu ghi hận trong lòng, muốn mưu phản? Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu hoàng đế hiện lên rất nhiều khả năng. Chiến tướng quân. Ngay lúc này, một nhân sự khác đứng dậy. Triệu Ngọc Nhung nhìn Chiến Sơn Hà quỳ gối dưới đất, hỏi, xin hỏi Chiến tướng quân, ngài cảm thấy Ngọc Nhung không xứng với ngài sao? Tội thần không có ý này. Chiến Sơn Hà trả lời. Nếu không phải, vậy tại sao ngài lại ở trước mặt mọi người cự tuyệt phụ hoàng tứ hôn? Chẳng lẽ Chiến tướng quân không biết ngài làm như vậy sẽ đẩy ta vào chỗ chật vật thế nào ư? Tội thần cũng không có ý này. Nghĩa phụ mất, tội thần cần giữ đạo hiếu 5 năm, không muốn trì hoãn công chúa. Triệu Ngọc Nhung lảo đảo mấy cái, lộ vẻ thương tâm. Chiến Sơn Hà. Lúc này, hoàng đế tức giận, giận đến mức ném chén rượu trong tay về phía Chiến Sơn Hà. Chiến Sơn Hà không tránh né, chén rượu trực tiếp nện vào trán gã, máu chảy ra. Trái tim Tử Thị thắt chặt. Chiến Sơn Hà. Ngươi rốt cuộc có ý gì hả? Hoàng đế nổi trận lôi đình, nếu muốn dùng cái cớ giữ đạo hiếu qua loa có lệ với trẫm, ngươi không sợ trẫm trị ngươi tội khi quân à? Bệ hạ bất giận. Phụ hoàng bất giận. Người bên dưới vội quỳ xuống. Bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên ngưng trọng. Vân Trân nắm tay A Linh quỳ gối bên cạnh Triệu Húc. Nếu hoàng đế nổi giận, chỉ sợ chuyện tứ hôn không dễ giải quyết. Chương 1460, tư định chung thân. Là tội thần không xứng với công chúa, không liên quan tới công chúa. Chiến Sơn Hà quỳ gối bên dưới, tiếp tục nói. Ngươi! Hoàng đế trừng mắt nhìn gã. To gan! Đúng là to gan làm loạn. Trong mắt Trấn Bắc Quân bọn họ rốt cuộc có người làm hoàng đế này không? Trước đây ông ta còn tưởng Chiến Sơn Hà không giống người Liễu Gia, vốn định tha cho gã một lần. Nếu có thể, sau này Trấn Bắc Quân sẽ do gã chấp chưởng. Kết quả không ngờ, người này thế mà trực tiếp kháng chỉ bất tuân. Đúng là to gan làm loạn. To gan làm loạn. Bệ hạ bớt giận. Đúng lúc này, trong đại điện vang lên giọng của một nữ tử. Giọng nói kia đối với rất nhiều người mà nói vô cùng xa lạ. Nhưng Chiến Sơn Hà lại chấn động. Gã vội quay đầu, thấy Tử Thị mặc một bộ xiêm y màu tím từ đám người bước ra. Gã nhìn nàng, hy vọng có thể dùng ánh mắt nói nàng biết, đừng tới đây. Nhưng giống như sớm đã đoán được, Tử Thị căn bản không nhìn gã. Bệ hạ. Tử Thị đến bên cạnh Chiến Sơn Hà, quỳ xuống. Vân Trân cũng nghe ra giọng của Tử Thị, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, không khỏi căng thẳng. Lúc này, Triệu Húc vươn tay nắm lấy tay nàng. Nàng nghiêng đầu, thấy Triệu Húc hơi lắc đầu, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Hiếu huyện chúa, ngươi làm gì vậy? Hoàng đế cau mày hỏi Tử Thị. Bệ hạ, thần nữ có việc muốn bẩm báo. Tử thị vừa nói xong, Chiến Sơn Hà lập tức vươn tay giữ chặt cánh tay nàng, ngăn cản nàng nói tiếp. Tử thị nhìn gã, sau đó lần nữa nhìn hoàng đế. Hoàng đế quan sát phản ứng của Chiến Sơn Hà, trong ánh mắt xẹt qua cảm xúc không vui. Ngươi có gì muốn nói, có thể chờ lát nữa rồi nói. Hiện giờ trẫm đang dò hỏi Chiến Sơn Hà tại sao dám cự tuyệt công chúa của trẫm trước mặt mọi người. Hoàng đế nói. Bệ hạ. Tử thị dập đầu, thần nữ là vì chuyện này mới đứng ra. Vậy sao? Hoàng đế nhíu mày. Thanh hiếu huyện chúa, Chiến Sơn Hà nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm. Tử thị giống như mặc kệ mọi thứ, tránh khỏi tay gã, nói với hoàng đế, bệ hạ, không phải chiến tướng quân muốn cự tuyệt ngài tứ hôn, chỉ là thời điểm ở Bắc Địa, thần nữ sớm đã cùng chiến tướng quân tư định chung thân. Hơn nữa, thần nữ đã có cốt nhục của chiến tướng quân. Lời này của tử thị đương nhiên là quả bom rơi vào trong nước, nổ tung hiện trường, bọt nước văng khắp nơi. Trời ạ! Sao có thể? Không có lệnh cha mẹ, không có lời mai mối, thế mà. Đã có hài tử. Chiến tướng quân là người thô kệch còn có thể hiểu, nhưng Thanh Hiếu huyện chúa này rõ ràng là nữ tử, tại sao cũng không biết liêm sĩ như vậy. Nàng ta dám nói thẳng trước mặt mọi người, đúng là không biết xấu hổ. Các ngươi quên rằng người Tào gia sớm đã chết rồi sao? Ta thấy là do không ai dạy nàng ta những việc này. Đúng là bại hoại nề nếp gia tộc. Khó trách Chiến Sơn Hà không dám cưới công chúa. Xung quanh lập tức nghị luận. Những người đó càng nói càng khó nghe. Có vài người chỉ cảm khái, cũng có người lại chờ xem kịch hay, có kẻ thì bỏ đá xuống giếng. Tử thị làm đương sự cứ quỳ gối giữa đại điện như vậy, cho dù thân thể cứng đờ, nàng cũng không để lộ sự chùng bước. Bệ hạ, Thanh Hiếu huyện chúa đang nói dối, sự việc không phải như vậy, Chiến Sơn Hà ôm quyền, nói. Chương 1461, chỗ khả nghi. Chiến tướng quân, đây rõ ràng là sự thật. Tử thị quay đầu ngắt lời gã, chẳng lẽ ngài muốn vong ân phụ nghĩa? Thấy bệ hạ muốn đính hôn công chúa cho ngài liền muốn phủ định tất cả giữa chúng ta, một chân đá văng thiếp sao? Thiếp nói cho ngài biết, tuyệt đối không có khả năng này. Hôm nay, thiếp sẽ vạch trần bộ mặt thất kẻ phụ bạc như ngài trước mặt bệ hạ và công chúa. Nói rồi, nàng trừng mắt nhìn gã một cái. Nhưng lúc Chiến Sơn Hà ngơ ngác không biết nói gì, tử thị quay đầu lại, dập đầu với bệ hạ một cái, xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ. Hướng đi của sự việc lập tức thay đổi. Ngay khi mọi người cho rằng Thanh Hiếu huyện chúa đứng ra là để thừa nhận tình cảm với Chiến Sơn Hà, sau đó cầu xin hoàng đế. Không ngờ, Chiến Sơn Hà chớp mắt lại biến thành kẻ vong ân phụ nghĩa, Thanh Hiếu huyện chúa thành người mệnh khổ, tới cầu xin hoàng đế làm chủ cho nàng. Việc làm chủ này rốt cuộc nên hay không? Hoàng thượng. Đúng lúc này, Bạch Phi dựa vào người hoàng đế, khẽ cười, ngày thường chiến tướng quân có vẻ chính trực, không ngờ lại là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy. Rõ ràng đã tư định chung thân với Thanh Hiếu huyện chúa, bây giờ còn muốn dỗ hoàng thượng gả Ngọc Nhung công chúa cho. Đúng là đáng đánh. Người như thế làm sao xứng đôi với Ngọc Nhung công chúa của chúng ta? Cho Ngọc Nhung công chúa đính hôn với người như vậy, hoàng thượng, ngài sẽ yên tâm sao? Lời Bạch Phi nói như biến chuyện Chiến Sơn Hà là tiểu nhân lừa hôn thành sự thật, chứng thực gã không xứng với công chúa, đồng thời cũng cho hai bên bậc thang leo xuống. Rất nhanh, sự việc không còn là Chiến Sơn Hà có muốn cưới Triệu Ngọc Nhung hay không, mà là loại người có nhân phẩm như Chiến Sơn Hà thế mà dám cưới công chúa, đúng là si tâm vọng tưởng. Nghe Bạch Phi nói, hoàng đế thoáng thả lỏng cung mày. Chiến Sơn Hà, lời Thanh Hiếu huyện chúa nói có phải sự thật hay không? Hoàng đế chỉ vào Chiến Sơn Hà, chất vấn. Chiến Sơn Hà cúi đầu, chỉ nói là hắn cô phụ Thanh Hiếu huyện chúa. Lời này vào tai những người khác đương nhiên là hắn đã thừa nhận việc mình làm. Hay lắm Chiến Sơn Hà. Hoàng đế lại cầm đồ trên bàn ném về phía Chiến Sơn Hà, trẫm không ngờ ngươi lại là loại người này. Ngươi như vậy, trẫm ban hôn công chúa cho ngươi không phải tương đương hại công chúa sao? Thần có tội, xin bệ hạ trách phạt. Chiến Sơn Hà không người. Hoàng đế hừ hừ. Sự việc đã tới nước này, cũng nên kết thúc rồi. Lý do Chiến Sơn Hà từ chối cưới Triệu Ngọc Nhung từ Trấn Bắc Quân có ý gây rối thành nhân phẩm của Chiến Sơn Hà rất tệ, tuy rằng tội như nhau, như nếu là vế sau, nhiều nhất chỉ bị phạt trượng, không giống vế trước. Phụ hoàng. Đúng lúc này, Triệu Ngọc Giao vốn ngồi bên dưới đột nhiên lên tiếng. Vân Trân bỗng có cảm giác chẳng lành. Thời điểm nàng nhìn Triệu Ngọc Giao đang nói với Hoàng đế, Phụ Hoàng, chuyện này liên quan tới hôn nhân đại sự của nhị hoàng muội, không được qua loa. Ai biết chiến tướng quân kia và Thanh Hiếu huyện chúa có phải thật sự có tư tình không, hay là trong lúc nguy cấp Thanh Hiếu huyện chúa nghĩ ra kế sách tạm thời giúp chiến tướng quân. Làm gì có nữ tử nào làm ra chuyện hủy hoại trong sạch này. Triệu Ngọc Giao vừa dứt lời, bên dưới liền có người dò hỏi. Chưa chắc. Triệu Ngọc Giao cười lắc đầu, muốn chứng minh giữa chiến tướng quân và Thanh Hiếu huyện chúa rốt cuộc có tư tình hay không, chỉ cần gọi Thái Y tới bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa là được. Chương 1462, Giải vây. Không phải Thanh Hiếu huyện chúa nói mình có thai sao? Nếu Thái Y chẩn bệnh nàng ấy thật sự có thai, vậy chứng minh giữa nàng ấy và chiến tướng quân thật sự có tư tình. Nhưng nếu không có, đó chính là bọn họ đang liên thủ lừa gạt Phụ Hoàng, là tội khi quân. Triệu Ngọc Giao nói, Phụ Hoàng, sự việc liên quan đến chung thân đại sự của nhị hoàng muội, không thể không thận trọng. Sau lời Triệu Ngọc Giao nói, bầu không khí trong điện cũng trở nên kỳ lạ. Vân Trân lo lắng nhìn Tử Thị. Nàng vốn không có gì nắm chắc chuyện Tử Thị mang thai. Có lẽ dưới tình thế cấp bách, Tử Thị muốn giúp Chiến Sơn Hà thoát tội. Hoặc có lẽ nàng ấy và Chiến Sơn Hà thật sự đã tư định chung thân, có thai. Dù sao thời điểm ở Bắc Địa, Vân Trân đã nhìn ra Chiến Sơn Hà không phải hoàn toàn không có tình nghĩa với Tử Thị. Nhưng thời điểm nàng thấy Tử Thị nhìn qua, trong lòng lại lột bột một tiếng. Chuyện mang thai sợ rằng. Phụ Hoàng, ngài thấy sao? Triệu Ngọc Giao lại hỏi. Nói xong, nàng ta kinh thường liếc nhìn Triệu Ngọc Nhung. Chỉ thấy sắc mặt Triệu Ngọc Nhung rất khó coi. Tâm trạng Triệu Ngọc Nhung không tốt, Triệu Ngọc Giao liền cao hứng. Hoàng đế thầm tự hỏi. Ông ta phát hiện chuyện này quả thật hơi qua loa. Nếu Chiến Sơn Hà và Tào Tử Thị lừa gạt ông ta, hậu quả sự việc không đơn giản là tội khi quân nữa. Đó là Liễu gia ở Bắc Địa, còn cả Trấn Bắc Quân căn bản không coi hoàng đế này vào mắt. Bằng không, tại sao lời nói dối như vậy cũng nói ra được? Hoàng đế trời sinh tính tình đa nghi. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức đồng ý với đề nghị của Triệu Ngọc Giao. Phụ Hoàng. Ngay lúc này, Triệu Húc đứng dậy. Vân Trân ngẩng đầu nhìn hắn. Con lại có gì muốn nói? Hoàng đế hỏi. Người trong đại điện đêm nay đúng là không có ai khiến ông bớt lo được. Triệu Húc nói, Phụ Hoàng, Thanh Hiếu huyện chúa dù sao cũng là nữ tử, nếu để Thái Y trực tiếp xem bệnh cho nàng ấy, chỉ sợ không ổn. Nếu gọi y nữ tới, đã trễ thế này, e rằng không tiện. Nơi này cũng khá xa Thái Y viện, một đi một về sẽ tốn chút thời gian. Không bằng để người trong phủ của Nhi thần bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa đi. Mẫu thân của A Linh biết chút y thuật, trước đây khi Nhi thần bị bệnh cũng là nàng ấy kê đơn thuốc. Nghe Triệu Húc nói, Vân Trân liền hiểu ý hắn. Nếu để nàng bắt mạch cho Tử Thị, đó là chuyện không thể tốt hơn. Dù Tử Thị có thai hay không, để nàng bắt mạch, kết quả đều như nhau. Chỉ cần qua đêm nay, sau khi trở về, nàng có thể phối thuốc cho Tử Thị. Có vài loại thuốc ăn vào sẽ khiến người ta có cảm giác hỉ mạch. Dù hôm sau hoàng đế có phái Thái Y tới, tuyệt đối cũng không nhìn ra. Vì thế, Triệu Húc vừa nói xong, Vân Trân nhanh chóng đứng dậy, hành lễ. Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, không nói gì. Vân Trân và Triệu Húc đều căng thẳng. Dù sao chuyện của 3 năm trước vẫn còn rõ trước mắt, bọn họ không biết hoàng đế rốt cuộc để ý ít hay nhiều. Hoàng thượng, thì ra mẫu thân của tiểu thế tử Túc Vương biết y thuật sao? Bạch Phi ngồi cạnh hoàng đế lần nữa lên tiếng. Vân Trân ngẩng đầu, phát hiện bà ta rất có hứng thú nhìn mình, đúng là hiếm thấy. Không phải hoàng thượng nói sau yến hội sẽ tới cung của thần thiếp nghỉ ngơi sao? Nếu ở đây đã có sẵn đại phu, chi bằng để nàng ấy bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa đi. Miễn cho đi mời y nữ, một đi một về trì hoãn thời gian. Chương 1463, bắt mạch. Thời điểm Bạch Phi nói chuyện, Vân Trân nhìn bà ta. Nàng không khỏi thắc mắc. Đây hình như là lần thứ 2 trong đêm nay Bạch Phi nói chuyện giúp họ. Nhưng Vân Trân lại chắc chắn mình trước đây không hề quen biết Bạch Phi, mà nhìn phản ứng của Chiến Sơn Hà và Tử Thị hẳn cũng không quen biết nàng ta. Nếu vậy, nàng ta tại sao lại giúp họ? Vân Trân thật sự không rõ. Có điều, dù nàng không rõ, cũng không gây trở ngại hoàng đế bắt đầu tự hỏi đề nghị của Bạch Phi. Bạch Phi nương nương nói rất đúng. Lần này, Thái tử Triệu Hy đứng dậy, Vân Trân nhìn hắn, thấy hắn hơi nhếch môi, nhìn hoàng đế, một đi một về quả thật trì hoãn thời gian. Nếu ở đây có người biết y thuật, tại sao phải bỏ gần tìm xa? Nếu còn trì hoãn, pháo hoa đêm nay e rằng sẽ bị bỏ lỡ. Nghe Triệu Hy nói, hoàng đế không còn do dự, lão Lục, vậy để người trong phủ của con bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa đi. Vâng, phụ hoàng. Triệu Húc hành lễ với hoàng đế, sau đó quay đầu nhìn Vân Trân. Vân Trân gật đầu với hắn, chậm rãi đến bên cạnh Tử Thị, đầu tiên là hành lễ với đám người hoàng đế và vương hoàng hậu ngồi bên trên, kế tiếp mới bắt mạch cho Tử Thị. Không bao lâu, Vân Trân rút tay về, hồi bẩm, bệ hạ, Thanh Hiếu huyện chúa thật sự có thai. Đúng là hoang đường. Hoàng đế nổi giận. Phụ hoàng bớt giận. Bệ hạ bớt giận. Người bên dưới vội nói. Hoàng đế chỉ Tử Thị, lại chỉ Chiến Sơn Hà, cuối cùng đập bàn một cái, chỉ Chiến Sơn Hà, cút xuống cho trẫm, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tạ bệ hạ. Chiến Sơn Hà hành lễ, lui ra ngoài. Trước khi đi, gã nhìn Tử Thị, ánh mắt muốn nói lại thôi. Chiến Sơn Hà đi rồi, hoàng đế lại chỉ Tử Thị, muốn mắng nàng, lại ngại nàng là hậu nhân của Tào gia, cuối cùng cũng chỉ bảo nàng lui xuống, nói là mắt không thấy, tâm không phiền. Tử Thị lui xuống, Vân Trân trở về chỗ ngồi. Triệu Húc vươn tay nắm lấy tay nàng. Vì Tử Thị đột nhiên đứng ra, hoàng đế cũng dẹp bỏ ý định cho Triệu Ngọc Nhung đính hôn với Chiến Sơn Hà. Dù sao hôm nay Tử Thị đứng ra, công bố nàng và Chiến Sơn Hà có tư tình, thanh danh của hai người họ xem như xong rồi. Nếu thanh danh của Chiến Sơn Hà không còn, hoàng đế nếu còn gả công chúa cho gã, vậy chẳng phải khiến người đời cảm thấy ông ta tự tay đẩy con gái của mình vào hố lửa sao? Có điều đối với Chiến Sơn Hà mà nói, thật ra lợi nhiều hơn tệ. Trong mắt rất nhiều người, đánh giá về nam nhân, chỉ cần gã có năng lực và thành tựu là được. Cho dù người nọ phạm sai lầm nhỏ, trong cuộc sống cá nhân cũng không mấy ảnh hưởng. Chuyện giữa gã và Tử Thị nhiều nhất là bị người ta mang ra bàn tán, còn con đường làm quan của gã căn bản không chịu ảnh hưởng. Người duy nhất chịu ảnh hưởng, hơn nữa chịu ảnh hưởng rất lớn là Tử Thị. Nghĩ đến đây, Vân Trân không khỏi lo lắng cho nàng ấy. Vì trong lòng có tâm sự, thời gian sau đó, Vân Trân có hơi mất tập trung. Vất vả lắm mới xem xong pháo hoa, Triệu Húc liền vội vàng đưa Vân Trân và A Linh rời khỏi hoàng cung, về Túc Vương Phủ. Thời điểm bọn họ về Túc Vương Phủ, trời đã khuya. Khi A Linh ở trên xe ngựa cũng đã ngủ rồi. Sau khi về phủ, Vân Trân giao nó cho vú nuôi, lại đi xem Vân Từ, lúc này mới về phòng của nàng và Triệu Húc. Triệu Húc cho hạ nhân lui xuống. Chương 1464, đêm khuya tới chơi. Mạch tượng của Thanh Hiếu huyện chúa thế nào? Trong phòng không còn ai, Triệu Húc liền hỏi. Vân Trân lắc đầu. Tử Thị căn bản không có thai. Những lời nàng ấy nói trên đại điện đều là giả, chỉ vì cứu Chiến Sơn Hà. Thiếp muốn tới Tào Trạch. Vân Trân nói với Triệu Húc, thiếp sợ sáng mai trong cung sẽ phái người tới. Chuyện Tử Thị không có thai, chỉ cần bắt mạch là lòi ra. Thiếp có cách khiến người ta có mạch tượng giả mang thai, tạm thời lừa gạt qua rồi tính. Được, ta sai người chuẩn bị xe ngựa. Nói xong, Triệu Húc liền tới cửa, tìm người canh giữ bên ngoài, phân phó vài câu, sau đó trở về. Khi Triệu Húc quay lại, Vân Trân đã mặc áo khoác vào. Ta đưa nàng đi. Triệu Húc nói. Vân Trân nghĩ, gật đầu. Bọn họ nhân lúc trời tối tới Tào Trạch. Ở Tào Trạch, Tử Thị cũng đoán được Vân Trân sẽ tới ngay trong đêm, nhưng nàng không ngờ Túc Vương sẽ cùng tới. Nàng ngây ra một lúc, liền nhường đường, để bọn họ vào. Sau khi vào, Vân Trân và Triệu Húc mới phát hiện, trong phòng ngoại trừ Tử Thị còn có một nam nhân trung niên mặc đồ người hầu. Tử Thị giới thiệu, nói đây là người Chiến Sơn Hà phái tới. Hiện giờ Chiến Sơn Hà còn bị giam lỏng, ban ngày còn không được ra khỏi cửa, huống chi là ban đêm. Gã không yên lòng, nên phái Tâm Phúc tới Tào Trạch thương lượng. Sau khi ngồi xuống, Vân Trân nói suy nghĩ của mình cho Tử Thị nghe. Tử Thị nghe xong, gật đầu. Vậy cũng tốt. Tử Thị nói, chờ sự việc trôi qua, cứ nói hài tử không giữ được. Có điều liên lụy hai người, vô duyên vô cớ kéo hai người cùng vào nguy hiểm. Tử Thị, sao ngươi lại khách khí như vậy? Vân Trân nắm tay nàng ấy, lắc đầu, chuyện mang thai tạm thời cứ thế. Đến lúc đó, ta sẽ phái nha hoàn tới chăm sóc ngươi, miễn cho xảy ra sự cố gì. còn chuyện của ngươi và Chiến tướng quân, hai người định xử lý thế nào? Tử Thị đã vì Chiến Sơn Hà làm đến nước này, nếu Chiến Sơn Hà còn đẩy nàng ấy ra, Vân Trân chắc chắn sẽ bênh vực Tử Thị. Thuộc hạ, Vân Trân vừa nói hết câu, tâm phúc của Chiến Sơn Hà muốn nói gì đó. Có điều, không chờ ông ta lên tiếng, Tử Thị đã ngắt lời. Hai người cũng biết những gì ta nói trên đại điện đêm nay chẳng qua là kế sách tạm thời. Nếu là kế sách tạm thời, mọi người đều biết là giả, vậy không làm thật được. Ta suy xét kỹ rồi, chờ phong ba này qua, ta sẽ xin lên chùa sống một khoảng thời gian. Tử Thị, Vân Trân không nhịn được mà gọi. Thật ra như thế cũng khá tốt. Tử Thị mỉm cười, lắc đầu. Tuy nàng ấy đang cười, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt, Vân Trân nhìn mà đau lòng. Nàng còn muốn nói gì đó, lúc này, Triệu Húc cầm tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Trân nhếch môi, miễn cưỡng nuốt lời định nói trở về. Kế tiếp, Vân Trân nấu thuốc cho Tử Thị, chờ nàng ấy uống xong, lại bắt mạch cho nàng ấy. Mãi đến khi mạch tượng bắt đầu có biểu hiện hỉ mạch, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khi đó đã khuya. Tử Thị tự mình tiễn Vân Trân và Triệu Húc. Tâm phúc của Chiến Sơn Hà cũng phải trở về bẩm báo. Trên đường, Vân Trân dựa vào lòng Triệu Húc, tâm trạng uể oải. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện của Thanh Hiếu huyện chúa và Chiến tướng quân sao? Triệu Húc cầm tay nàng, nhẹ giọng hỏi. Vâng. Đối mặt với Triệu Húc, Vân Trân cũng không có gì phải giấu giếm, nàng nói ra suy nghĩ của mình cho Triệu Húc nghe. Chương 1465, kế tiếp. Tử Thị đã vì Chiến Sơn Hà làm đến từng này, chẳng lẽ gã thật sự nhẫn tâm để nàng ấy cuối đời làm bạn bên đèn sao? Vân Trân biết trước đây người Chiến Sơn Hà thích là Liễu Trảng Anh. Gã thích Liễu Trảng Anh rất nhiều năm, nhưng hiện tại, Liễu Trảng Anh đã qua đời 3 năm. Tử Thị trả giá vì gã nhiều như vậy, chẳng lẽ gã vẫn không muốn buông bỏ, chấp nhận Tử Thị sao? Người chết cũng đã chết rồi, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống, không thể vì người đã chết mà sống mãi trong quá khứ. Có lẽ Chiến tướng quân có suy nghĩ khác, chẳng qua chúng ta không biết thôi. Nghe nàng nói xong, Triệu Húc nói, cho dù không có thì đó cũng là chuyện của hai người họ. Chuyện tình cảm, người ngoài rất khó nhúng tay. Nàng không thể nói nàng thích một người, nàng trả giá rất nhiều vì người đó thì người đó nhất định phải thích nàng. Cho dù đến cuối cùng người đó đáp lại nàng thì đó cũng không phải thích, chỉ là báo ơn. Tình cảm như vậy, nàng cảm thấy mình có thể đón nhận không? Thiếp hiểu ý chàng. Vân Trân thở dài, là thiếp quan tâm quá nên bị loạn, mất đúng mực. Chuyện này cuối cùng sẽ thế nào, chung quy vẫn là chuyện của hai người họ. Thiếp là bằng hữu của Tử Thị, nhưng thiếp cũng không có lý do nhúng tay vào tình cảm của nàng ấy. Hai chữ tình cảm vô cùng phức tạp. Rất nhiều khi, ngay cả bản thân đương sự cũng không hiểu. Nếu bản thân đã không hiểu, huống chi là người ngoài. Đôi khi, đương sự nói với ngươi người khác thế này, người khác thế kia, có lẽ trong thời điểm nàng ấy phê phán, ghét bỏ, trên thực tế trong lòng lại rất thích. Nhưng đối với người ngoài lại không phải vậy. Thời điểm này, cho dù quan hệ giữa hai người có tốt, cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào. Quả nhiên không khác phỏng đoán của Vân Trân, sáng sớm hôm sau, trong cung phái y nữ tới Tào Trạch, bề ngoài là nói bắt mạch cho Tử Thị, trên thực tế là muốn kiểm tra xem nàng ấy rốt cuộc có thật sự mang thai hay không. Dù sao, Hoàng đế trời sinh tính đa nghi. Thời điểm là Ninh Vương, ông ta còn có thể khống chế. Nhưng từ lúc làm Hoàng đế, có lẽ do nhiễm bệnh chung của bậc quân vương, ông ta không quá tín nhiệm người bên cạnh, huống chi là Vân Trân. Hoàng đế còn nhớ Vân Trân, đương nhiên cũng nhớ ngày trước Triệu Húc vì Vân Trân từ bỏ cái gì. Chờ kết quả bắt mạch của y nữ truyền về trong cung, Hoàng đế lại nghĩ thế nào, Vân Trân không được biết. Nàng phái nha hoàn lần trước qua Tào Trạch chiếu cố Tử Thị. Thuốc làm giả mạch tượng có thai cần uống thường xuyên, giao cho nha hoàn kia nấu thuốc, Vân Trân cũng yên tâm. Kế tiếp, chuyện của Tử Thị và Chiến Sơn Hà cũng gây ra chút náo loạn. Sau đó, mọi người lại dồn sự chú ý về phía Triệu Ngọc Nhung. Dù sao hiện tại, hôn sự của Triệu Ngọc Nhung đã lửa xém lòng mày. Vân Trân không biết Hoàng đế nghĩ gì, hoặc là Triệu Ngọc Nhung và Hoàng đế đã nói gì, sau lần đó, trong cung ngoài cung đều đang suy đoán, nhưng Hoàng đế vẫn không ban hôn cho Triệu Ngọc Nhung. Vân Trân vẫn ở Túc Vương Phủ. Ngày thường, việc trong phủ đều giao cho Nguyên Bảo. Còn nàng sẽ luôn ở bên A Linh và Vân Từ, có khi sẽ tới Tào Trạch thăm Tử Thị. Ngay thời điểm nàng sắp quên đi chuyện nhận được đồ đằng Tham Lang ở chợ, trong cung đột nhiên có người tới, nói Bạch Phi nương nương gần đây không khỏe, uống thuốc của Thái Y viện cũng không thấy chuyển biến tốt, nghe bảo Vân phu nhân của Túc Vương Phủ y thuật cao minh, nên phái người tới mời nàng vào cung xem bệnh cho bà ta. Chương 1466, Triệu Kiến. Triệu Húc không yên lòng, muốn cùng Vân Trân tiến cung, lại bị nàng từ chối. Nếu đã hồi kinh, chúng ta phải học cách thích ứng. Vân Trân nói, ngày tháng sau này còn dài, chàng cũng không thể lần nào đều cùng thiếp tiến cung đúng không? Chàng nên học cách buông tay, để thiếp tự đối mặt với những việc đó. Huống chi nàng cũng không phải đóa hoa trong nhà ấm không chịu nổi mưa gió. Đoạn đường này có bất ngờ có nguy hiểm. Đến cuối cùng, không phải nàng đều vượt qua sao? Vậy nàng cẩn thận một chút. Nếu gặp phiền phức gì, phải lập tức phái người báo ta biết. Vâng. Vân Trân gật đầu. Sau đó, nàng liền theo người trong cung tới cung của Bạch Phi. Bạch Phi triệu kiến, Vân Trân không quá kinh ngạc. Dù sao ngày ấy ở đại điện, Bạch Phi đã giúp họ 2 lần. Nàng chỉ không biết lần này Bạch Phi tìm nàng là vì chuyện gì. Rất nhanh, nàng đã gặp được Bạch Phi trong cung của bà ta. Hành lễ xong, Bạch Phi cho cung nhân hầu hạ trong điện ra ngoài chờ. Bên trong chỉ còn lại Vân Trân và Bạch Phi. Vân Trân tiến lên bắt mạch cho Bạch Phi. Sao rồi? Bạch Phi hỏi. Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc là không sao. Vân Trân đáp. Bạch Phi gật đầu, nhìn Vân Trân, trong lòng người hiện giờ có phải rất muốn hỏi bổn cung tại sao đêm đó lại giúp các ngươi 2 lần đúng không? Xin nương nương nói rõ. Bạch Phi đánh giá nàng, mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, ta giúp ngươi, chẳng qua vì ta quen mẫu thân ngươi mà thôi. Vân Trân giật mình nhìn Bạch Phi. Lúc này, Bạch Phi không còn tự xưng bổn cung nữa. Ta nói rồi, ngươi không cần sợ. Tính ra, ngươi nên gọi ta một tiếng gì Bạch. Năm đó, ta và mẫu thân ngươi rất thân nhau. Sợ rằng nương nương nhận lầm người rồi. Vân Trân bình tĩnh đáp, mẫu thân của Vân Trân chỉ là tiểu dân bình thường, không thể quen biết quý nhân như nương nương. Ngươi xem, ngươi còn đề phòng ta. Người ta nói không phải dưỡng mẫu của ngươi, mà là mẫu thân của ngươi, Cửu Ca. Nói ra cái tên Cửu Ca này, Vân Trân thật sự hỗn loạn, có điều, nàng vẫn miễn cưỡng duy trì nét mặt bình thường. Cửu Ca. Bạch Phi thế mà biết Cửu Ca. Chẳng lẽ bà ta là cố nhân Tham Lang sao? Sao bà ta biết thân phận thật sự của nàng? Bà ta biết mẫu thân nàng là Cửu Ca, vậy thân phận phụ thân của nàng, Bạch Phi chắc cũng biết đúng không? Nếu bà ta biết, vậy có đại biểu Tham Lang cũng đã biết rồi không? Vân Trân không khỏi nhớ tới năm trước, có người nhét họa tiết đồ đằng vào tay nàng ở chợ. Nhất thời, đầu óc Vân Trân nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ngươi thật sự không cần sợ ta. Bạch Phi nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ta biết thân phận của ngươi là vì ta quen một người tên Lão Ngư. Lão Ngư năm đó là tâm phúc bên cạnh chủ công, theo mẫu thân ngươi tới Kinh Thành. Thời điểm ngươi chào đời, Lão Ngư cũng óc mặt. Còn về vấn đề làm sao ta biết thân phận của ngươi? Có lẽ là vì Lão Ngư nhận ra Miến Đà Loa bên cạnh ngươi. Với độ si tình Miến Đà Loa dành cho Cửu Ca, sau khi nhìn thấy gương mặt này của ngươi, khẳng định sẽ nghĩ cách xác định thân phận. Nếu không phải đã xác định thân phận của ngươi, ngày đó ở Lạc Thành, ông ta đã không giúp ngươi như vậy. Chương 1467, Lý do, phần 1. Nói xong, Bạch Phi cười nhìn Vân Trân. Vân Trân cúi đầu. Ta biết trong lòng ngươi chắc chắn còn rất nhiều nghi vấn. Có điều, ta hy vọng ngươi không cần đề phòng ta. Bởi vì ta và Lão Ngư đều sẽ không nói ra thân thế của ngươi cho họ biết. Họ là ai, Bạch Phi không nói rõ, nhưng Vân Trân vẫn nghe ra được. Lúc này, Vân Trân ngẩng đầu nhìn bà ta, hỏi, tại sao? Tại sao không nói họ biết? Theo cách nhìn của Vân Trân, Bạch Phi khẳng định có liên hệ với cố nhân Tham Lang, thậm chí bà ta xuất hiện trong cung, trở thành Bạch Phi sủng quan lục cung cũng nhờ những người đó âm thầm hỗ trợ. Không đơn giản là Bạch Phi, còn cả Lão Ngư. Vân Trân không rõ tại sao bọn họ lại không nói. Miến Đà Loa từng nói với nàng, Tham Lang còn sống trên thế gian đều là ác quỷ. Bọn họ đang sống, nhưng trái tim đều đã chết, bọn họ là ác quỷ từ địa ngục trở về, báo thù hoàng tộc Triệu thị. Vân Trân là hậu nhân của Thịnh gia Tham Lang, hiện tại lại là mẫu thân của Túc Vương Thế Tử, với tình cảm Triệu Húc dành cho nàng, nếu lợi dụng nàng, khẳng định làm ít công to, nói không chừng ngay cả Túc Vương Triệu Húc cũng bị họ khống chế. Cho nên, Vân Trân thật sự không hiểu. Tại sao ư? Bạch Phi giơ tay vuốt ve mặt nàng, vấn đề này hỏi rất hay. Thực tế, ban đầu, Lão Ngư cũng định nói ra thân phận của ngươi. Nhưng cuối cùng, ông ta đã đổi ý, dù sao ngươi cũng là huyết mạch cuối cùng của chủ công. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn ta cảm thấy để ngươi rời xa thù hận, bình an mà sống mới là tốt nhất. Huyết mạch cuối cùng của chủ công, Vân Trân nhìn bà ta, khó hiểu. Chủ công mà bà ta nói là chỉ Thịnh Vân Lan sao? Nhưng thời điểm Thịnh Vân Lan chết, nàng căn bản chưa chào đời. Mấy năm sau khi Thịnh Vân Lan chết, nàng mới được sinh ra. Cho nên ngay từ đầu, nàng chưa từng nghĩ mình là con của Thịnh Vân Lan. Đúng vậy. Bạch Phi rút tay về, cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, phụ thân của ngươi chính là chủ công của chúng ta, Thịnh Vân Lan. Có điều nhìn phản ứng của ngươi, xem ra Miến Đà Loa còn che giấu ngươi rất nhiều chuyện. Cũng đúng. Miến Đà Loa thích Cửu Ca, cho nên rất ghét chủ công. Ông ta không kể ngươi nghe chuyện của chủ công cũng có thể hiểu được. Vân Trân nhìn bà ta. Bởi vậy, phụ thân của thân thể này thật sự là thủ lãnh của Tham Lang, gia chủ Thịnh gia Thịnh Vân Lan sao? Nhưng nếu đúng, vậy chuyện năm đó. Ta nghe nói, Thịnh Vân. Ông ta đã chết trước khi ta chào đời rất nhiều năm. Vân Trân hỏi. Hai chữ phụ thân, nàng tạm thời không gọi được. Ngay cả gọi Cửu Ca là mẫu thân, nàng cũng cảm thấy khó khăn. Dù sao, mặc kệ duyên phận giữa nàng và thân thể này sâu đến đâu, thời điểm nhập vào thân thể này, nàng đã thành niên. Nàng không có cách nào dễ dàng chấp nhận như hài tử. Huống chi mấy năm nay, nàng chỉ có một mình, không có cái gọi là gia tộc hỗ trợ nàng. Đây là nguyên nhân thời điểm đối mặt với sự báo thù của Tham Lang, nàng không thể oán hận như bọn họ. Ngược lại, vì không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại, nàng còn nỗ lực tránh xa. Ừ, đúng vậy. Có điều người mất năm đó không phải chủ công thật sự. Bạch Phi nói. Chương 1468, Lý do, phần 2. Bà ta không quá để bụng việc Vân Trân không gọi Thịnh Vân Lan là phụ thân. Dù sao giữa bọn họ, ngoại trừ liên hệ huyết thống thì chẳng có chút tình cảm. Không phải ông ta. Vân Trân nhìn Bạch Phi. Đúng vậy. Bạch Phi gật đầu. Bạch Phi nói, năm đó thủ hạ của Thịnh Vân Lan có người biết thuật dịch dung. Thủ pháp dịch dung của người nọ không giống dịch dung bình thường. Theo Vân Trân hiểu, đó không phải là dịch dung, nên gọi là chỉnh dung. Bản thân người nọ vốn có vài phần tương tự Thịnh Vân Lan. Sau này, người nọ dùng dao, dịch dung thành dáng vẻ của Thịnh Vân Lan. Thời điểm Tham Lang nghĩ cách cứu viện Thịnh Vân Lan, mấy thủ hạ võ công cao cường thành công lẻn vào nơi giam giữ Thịnh Vân Lan, tráo đổi thân phận. Bởi vì thuật dịch dung của người nọ không đơn giản là hóa trang trên mặt hay dán mặt nạ lên, cho nên sau khi thế thân của Thịnh Vân Lan chết, triều đình Vân Hán Quốc không hề nghi ngờ. Thịnh Vân Lan sau khi bị cứu ra, vì trong lúc giam giữ đã chịu nghiêm hình tra tấn, thân thể tới cực hạn. Khi ấy, Cửu Ca và mấy tâm phúc của Thịnh Vân Lan lén đưa ông ta tới Tái Bắc, đến núi Kỳ La, giao cho Miến Đà Loa cứu chữa. Cũng chính là khi ấy, Tham Lang thiếu nợ Miến Đà Loa một ân tình. Tham Lang bên này vì bảo đảm an toàn cho Thịnh Vân Lan, cho nên lại nhờ đại sư thuật cơ quan Dương Minh Tử bày thuật cơ quan dưới chân núi Kỳ La. Trước đây Miến Đà Loa cũng nói Vân Trân biết, thuật cơ quan ở núi Kỳ La do Dương Minh Tử thiết kế, ông ta và Dương Minh Tử có chút giao tình. Nhưng sau khi nghe Bạch Phi kể, Vân Trân mới biết rõ chân tướng năm đó. Bạch Phi lại kể với nàng, sau khi được cứu ra, Thịnh Vân Lan ở trên núi Kỳ La mấy năm. Mấy năm đó, sức khỏe ông ta càng ngày càng sa sút, cho nên mấy tâm phúc không có cách nào bẩm báo chuyện Tham Lang bị đồ sát cho ông ta biết. Nhưng chân tướng vẫn không giấu được. Sau khi biết chuyện, Thịnh Vân Lan lập tức thổ huyết. Không bao lâu thì qua đời. Do vậy, mật thất Vân Trân nhìn thấy trên núi Kỳ La chính là nơi Thịnh Vân Lan và Cửu Ca ở khi đó. Chủ công qua đời không bao lâu, mẫu thân ngươi phát hiện hoài thai ngươi. Khi đó trái tim nàng ấy như đã chết, nhưng vì giữ lại huyết mạch cuối cùng của chủ công, nàng ấy chỉ có thể cố gắng sống sót. Nói tới đây, Bạch Phi dừng lại. Có lẽ nhớ về quá khứ, trong lòng có chút cảm khái. Nếu thế, sau này sao bà ấy lại tới Kinh Thành? Vân Trân hỏi. Nàng nhớ Miến Đà Loa kể Cửu Ca sinh nàng ở Kinh Thành. Đó là chuyện lúc sau. Bạch Phi quay đầu lau nước mắt, thời điểm hoài thai ngươi 6 tháng, mẫu thân ngươi nhận được tin, nói đó là cơ hội ám sát hoàng đế tốt nhất, nếu bỏ lỡ, sau này rất khó có cơ hội. Mẫu thân ngươi khi ấy đã bị thù hận che mờ hai mắt, nhưng lúc Miến Đà Loa xuống núi, lén rời khỏi núi Kỳ Sơn, tới Kinh Thành. Lão Ngư cũng đuổi theo mẫu thân ngươi tới Kinh Thành. Nhưng không ai ngờ, tin tức đó là cái bẫy. Nếu Tham Lang có thể xuất hiện phản đồ một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Ngày đầu tiên tới Kinh Thành, Cửu Ca đã bị người của triều đình theo dõi. Sở dĩ triều đình không lập tức bắt bà lại chẳng qua là vì muốn lợi dụng bà, tìm ra càng nhiều cố nhân, Tham Lang. Chương 1469, Lý do, phần 3. Khi đó bọn họ không biết hoài tử trong bụng Cửu Ca là của Thịnh Vân Lan. Tuy Cửu Ca ở bên Thịnh Vân Lan, nhưng rất ít người thật sự gặp được bà. Có lẽ bọn họ chỉ cho rằng hài tử trong bụng Cửu Ca là của hậu nhân, Tham Lang, nào đó. Cửu Ca trúng kế, thời điểm thoát ra, được Lão Ngư và Miến Đà Loa nghe tin chạy tới ứng cứu. Bạch Phi nói, ngươi cũng chào đời vào thời gian đó. Sau nữa, chuyện sau nữa, Miến Đà Loa đã kể với Vân Trân. Cùng những gì Bạch Phi đang nói không quá khác biệt, chẳng qua bên trong có thêm tin tức của Lão Ngư và bà đỡ kia. Tuyệt đối không thể để ai biết được thân thể của ngươi. Cho nên sau khi an toàn, Lão Ngư đã quay lại giết bà đỡ kia. Bản thân ông ta cũng ẩn nấp. Sau này, trời xui đất khiến, ông ta gặp ta, biết ta và Cửu Ca tình như tỷ muội nên nói ta biết thân thế của ngươi. Do vậy ngươi không cần lo lắng, trước mắt bọn ta sẽ không nói thân thế của ngươi cho những kẻ khác biết. Chúng ta là người ngươi có thể tin tưởng, thậm chí còn đáng tin hơn Miến Đà Loa. Bạch Phi nói xong, trong phòng an tĩnh lại. Vân Trân cắn môi. Chuyện Bạch Phi kể nàng nghe hôm nay tuy không nhiều, nhưng lượng tin tức lại rất lớn, lớn đến mức nàng cần thời gian sửa sang lại. Giống như trước đây thời điểm nàng biết mình là người của Thịnh gia, Tham Lang, cho rằng mình chỉ có chút liên quan tới Thịnh gia. Nhưng hôm nay, Bạch Phi lại nói với nàng, phụ thân của nàng là Tham Lang, Thịnh Vân Lan, là người bị hoàng tộc coi là cấm kỵ. Nếu nàng là nữ nhi của Thịnh Vân Lan, là huyết mạch duy nhất ông ta để lại trên thế gian này, vậy một khi thân phận của nàng bị hậu nhân, Tham Lang, biết được, những kẻ đó khẳng định sẽ nghĩ mọi cách kéo nàng về trận doanh của họ. Trước đây nàng cho rằng Miến Đà Loa quá cẩn thận, chỉ cần bọn họ che giấu, thân phận của nàng sẽ không bị ai biết. Nhưng hôm nay, người biết thân phận của nàng lại ngồi ngay bên cạnh nàng. Bạch Phi nói, bà ta và Lão Ngư đều là người đáng tin. Nhưng Vân Trân lại không dám tin họ. Hiện tại bọn họ thay nàng che giấu thân phận chẳng qua là vì chưa tới bước cuối cùng. Nếu ngày nào đó, đại kế báo thù của họ cần nàng tin chắc Bạch Phi và Lão Ngư sẽ không chút do dự nói ra thân phận của nàng cho người khác biết. Lão Ngư đang ở đâu? Vân Trân hỏi. Bạch Phi cười, Lão Ngư đang ở một nơi tuyệt đối an toàn. Ông ta đang có chuyện phải làm, không tiện liên lạc. Nếu ngươi muốn liên lạc với ông ta, ta đây có thể thử nói với ông ta. Nói cách khác, không thể trực tiếp diệt trừ ngọn nguồn nguy hiểm. Cho dù bịt miệng Bạch Phi, trong tối vẫn còn Lão Ngư ẩn nấp. Tâm trạng Vân Trân trầm xuống. Con ngoan. Bạch Phi duỗi tay vỗ vai nàng, hôm nay dì Bạch gọi con tới là muốn con biết, trên thế gian này, ai mới là người đáng để con tín nhiệm. Ta cần thời gian suy xét. Đương nhiên. Bạch Phi mỉm cười, cứ từ từ, không vội. Vân Trân ngồi thêm một lát, sau đó cáo từ. Trên đường về, lòng nàng tràn ngập tâm sự. Về tới Túc Vương Phủ, nàng cũng hơi mất tập trung. Bạch Phi có làm khó nàng không? Triệu Húc xong việc, liền ở trong phủ chờ nàng. Thấy nàng về, bộ dáng tâm sự nặng nề, hắn vội hỏi. Chương 1470, đi thư trai. Hả? Vân Trân hoàng hồn, sửng sốt, lắc đầu, không có gì. Bà ta chỉ là nói vài câu với thiếp, muốn từ chỗ thiếp thám thính chuyện liên quan tới chàng. Xin lỗi, có một số việc, tạm thời thiếp vẫn chưa thể nói với chàng. Có lẽ đời này cũng không có cách nào nói ra. Không sao thì tốt. Triệu Húc duỗi tay ôm lấy nàng, sau này ta sẽ cố gắng thay nàng từ chối những lời mời này. Vân Trân dựa vào lòng hắn, gật đầu. Chuyện Bạch Phi và Lão Ngư cần phải nghĩ cách. Nàng không thể cứ bị động như vậy. Nếu một ngày nào đó, bọn họ thật sự muốn nàng báo thù cho Tham Lang. Đến khi ấy đã muộn. Mấy ngày kế tiếp, Vân Trân có hơi mất tập trung. Mẫu thân, con mới là A Linh. Hôm nay, nàng mặc xiêm y cho A Linh và Vân Từ, kết quả lại cầm áo khoác nhỏ của A Linh mặc cho Vân Từ. Chờ A Linh lên tiếng, Vân Trân mới hoàn hồn. Mẫu thân, sao người lại ngốc như vậy? A Linh làm mặt quỷ. Vân Trân lắc đầu, vẫy tay bảo nó tới đây, giúp nó mặc áo vào. Nương, người không khỏe sao? Vân Từ nhìn nàng, hỏi. Có câu, 3 tuổi đã già. Hiện giờ Vân Từ sắp 3 tuổi, A Linh chỉ nhỏ hơn nó nửa tuổi, nhưng Vân Từ thoạt nhìn ổn trọng hơn A Linh hơn nhiều. A Linh nói nhiều, cũng hay bày trò. Nương không sao. Vân Trân duỗi tay sửa sang cổ áo giúp nó. Thấy Vân Từ không tin, nàng giải thích, mẫu thân chỉ là đang nghĩ chuyện lát nữa đưa các con đi thư phòng. Con cháu hoàng thất từ nhỏ đã phải bắt đầu học tập. A Linh và Vân Từ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu Húc định chờ thời tiết ấm hơn một chút sẽ mời tiên sinh vỡ lòng cho chúng. Ban đầu không cần dạy những thứ tối nghĩa khó hiểu, chỉ cần học nhận biết mặt chữ lễ nghi cơ bản là được. Chờ chúng lớn một chút mới chính thức bái sư học nghệ. Lúc này, thời tiết dần bắt đầu ấm áp. Vân Trân định mua chút đồ học tập cho chúng trước. Hai tiểu gia hỏa này sau khi vào kinh thành rất ít khi ra ngoài, nên đòi muốn đi cùng nàng. Đương nhiên, đòi ra ngoài chủ yếu là A Linh, Vân Từ rất ngoan, cho dù muốn ra ngoài cũng sẽ không ầm ĩ như A Linh. Gần đây Vân Trân có tâm sự, thật sự không có sức lực dỗ chúng, lại nghĩ thư trai cũng không xa, lại là nơi thanh tĩnh nho nhã, nên đồng ý. Chuẩn bị xong, Vân Trân liền cùng A Linh và Vân Từ ngồi xe ngựa rời khỏi Túc Vương Phủ. Đồng thời, nàng còn dẫn theo 2 hạ nhân ngày thường chăm sóc A Linh và Vân Từ, trong tối còn có ám thất bảo hộ. Trên đường tới thư trai, Vân Trân dạy chúng ít quy tắc. Tới thư trai rồi, A Linh và Vân Từ đều rất nghe lời, không ồn không phá. Hôm nay Vân Trân tới chủ yếu là chọn cho chúng bản chữ mẫu cùng ít sách vỡ lòng. Những thứ như giấy bút, trong phủ xưa nay không thiếu. Bọn họ vừa vào, lão bản thư trai liền tiếp đón. Phu nhân muốn chọn gì? Lão bản thư trai hỏi. Ta muốn chọn ít bản chữ mẫu vỡ lòng cho hài tử. Vân Trân nói. Phu nhân và tiểu công tử, mời theo ta qua đây. Vân Trân nắm tay A Linh và Vân Từ vào phòng nghỉ bên trong. Lão bản sai tiểu nhị lấy bản chữ mẫu ra cho họ chọn. Thời điểm Vân Trân chọn, A Linh cũng chạy tới. Cuối cùng, Vân Trân dứt khoát cho chúng tự chọn. Thích học chữ nào thì chọn bản chữ mẫu ấy. Lòng hiếu kỳ của hài tử rất lớn. Vân Từ đã chọn xong, A Linh còn ngồi trước bàn, chọn tới chọn lui vẫn chưa chọn được. Đúng lúc này, lại có khách tới. Chương 1471, khó xử. A, Liễu đại nhân. Lão bản thư trai qua tiếp đón. Ban đầu Vân Trân không quá để ý. A Linh đứng dậy, muốn lấy bản chữ mẫu phía trước, nàng lo nó té ngã, liền duỗi tay đỡ nó. Rất nhanh, nàng liền cảm nhận có ánh mắt dừng trên người mình. Nàng đỡ A Linh, quay đầu, phát hiện có mấy người đứng ở cửa phòng nghỉ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Vân Trân chỉ ngây ra một lúc, liền hoàn hồn. Nàng quay đầu, xoa đầu A Linh, lại nhìn bản chữ Vân Từ đã chọn, giống như không nhận ra người ở cửa. Nàng không để ý, nhưng người bên ngoài lại không muốn buông tha. À, ta còn tưởng là ai? Khoa trương như vậy, ngay cả lão bản thư trai cũng gọi vào. Thì ra là Vân phu nhân của Túc Vương Phủ. Đúng là may mắn được. Người theo sau Liễu Minh Cẩn châm chọc. Liễu Minh Cẩn lắc đầu với người nọ. Người nọ liếc nhìn Vân Trân, sau đó nghiêng đầu sang một bên, nói với phu nhân trẻ tuổi bên cạnh, Hoáng Hoáng, ngươi nói xem ta nói đúng hay không? Sớm biết ả ở đây, chúng ta đã không tới. Nè, ngươi bớt tranh cãi đi. Liễu Hoáng Hoáng giữ chặt tay người nọ, lắc đầu. Nói xong, nàng ta lại nhìn Vân Trân. Tuy nàng ta không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại chứa đầy bất mãn cùng cự tuyệt. Vân Trân gật đầu với họ, chuẩn bị tìm lão bản thư trai tính tiền, đưa A Linh và Vân Từ đi trước. Nàng không muốn có bất kỳ giao thoa gì với người Liễu gia nữa. Nè, đi đâu đấy? Nữ tử khi nãy duỗi tay cản nàng lại, có phải ngươi nhìn thấy bọn ta, chột dạ đúng không? Hừ, ngươi đó, chẳng qua là thiếp thất nhà chồng biểu tỷ ta, có gì thần kỳ hả? Nàng ta gọi biểu tỷ phu, Vân Trân mới nhớ nàng ta là ai. Tên cụ thể nàng không nhớ, nhưng đây là một trong số mấy biểu muội của Liễu Trảng Anh, nàng đã từng gặp ở Lạc Khê biệt viện một lần. Nhìn bộ dáng này, xem ra là Liễu Minh Cẩn dẫn nhóm muội muội tới thư trai mua đồ. Cầm cầm. Liễu Minh Cẩn gọi nữ tử kia. Nói xong, hắn xoay người, gật đầu với Vân Trân, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Xá muội tuổi còn nhỏ, có hơi vô lễ, mong ngươi đừng chú ý. Minh Cẩn biểu ca, huynh khách khí với ả làm gì? Nếu không phải ả cướp đoạt biểu tỷ phu, biểu tỷ đã không chết. Cầm cầm. Liễu Minh Cẩn trầm giọng. Liễu Hoáng Hoáng thấy Liễu Minh Cẩn đã nổi giận, vội giữ chặt nữ tử tên Cầm Cầm kia. Đây là tiểu thế tử đúng không? Thật đáng yêu, Liễu Hoáng Hoáng nhìn A Linh, muốn duỗi tay xoa mặt nó. A Linh không thích nàng ta, theo bản năng trốn phía sau Vân Trân. Vân Từ cũng tiến lên hai bước chắn trước mặt A Linh. Nhìn hai tiểu hài nhi đề phòng nhìn mình, Liễu Hoáng Hoáng bất mãn, có điều, nàng ta cũng không thể so đo với chúng trước mặt mọi người. Đúng là thông minh. Liễu Hoáng Hoáng xấu hổ khen một câu. Ta còn chút việc, cáo từ trước. Vân Trân gật đầu với mấy người đối diện, liền đưa A Linh và Vân Từ ra ngoài. Ra ngoài rồi, nàng giao bản chữ mẫu A Linh và Vân Từ đã chọn cho tiểu nhị. Nha hoàn đi thanh toán tiền, Vân Trân không hề quay đầu mà dẫn A Linh và Vân Từ đi. Chương 1472, Liễu Minh Cẩn. Ngươi kia đúng là đáng ghét. Vân Trân đi rồi, nữ tử tên Cầm Cầm tức giận tới dậm chân. Mấy nữ tử phía sau cũng phụ họa. Liễu Hoáng Hoáng nhìn Liễu Minh Cẩn, nhắc nhở, nhị ca, huynh không thể hồ đồ. Muội mặc kệ trước đây huynh và ả có giao tình gì, nhưng hiện tại, những giao tình đó chẳng đáng nhắc tới. Huynh phải nhớ, là nữ nhân kia đoạt Túc Vương điện hạ khỏi tay Đường tỷ, mới hại Đường tỷ phóng hỏa tự sát. Thù này, nhị ca huynh phải nhớ. Liễu Minh Cẩn giơ tay vỗ vai Liễu Hoáng Hoáng, muội đã là nương của hài tử rồi, sau này nói chuyện đừng xúc động như thời điểm chưa xuất giá nữa. Nói xong, hắn nâng bước lên lầu. Về ân oán của Vân Trân và Liễu gia, Liễu Minh Cẩn là đích tử của Trấn Bắc Hầu, đương nhiên biết nhiều hơn Liễu Hoáng Hoáng và Cầm Cầm. Về ân oán gút mắt giữa Vân Trân, Túc Vương và Liễu Trảng Anh. Nói thật, ngay từ đầu Liễu Minh Cẩn đã không tán đồng việc Liễu Trảng Anh gả cho Túc Vương. Chẳng qua khi ấy Liễu gia cần minh hữu, Liễu Trảng Anh lại thích Túc Vương, không phải hắn thì quyết không gả. Liễu Minh Cẩn là con cháu Liễu gia không có thực quyền, đương nhiên không có tiếng nói ngăn cản Liễu Trảng Anh gả cho Túc Vương. Hắn không chỉ không thể ngăn cản, còn phải ủng hộ. Dù sao, hắn là nhị ca Liễu Trảng Anh tín nhiệm. Nhưng nhìn Liễu Trảng Anh từng bước đánh mất chính mình, Liễu Minh Cẩn lại mâu thuẫn. Hắn tuy sinh ra ở Trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng từ nhỏ lại ở Kinh Thành, không gần phụ huynh người thân. Từ ngày bước vào Kinh Thành, hắn đã biết mình là con tin của Trấn Bắc Hầu Phủ, cả đời chỉ cần ăn chơi tiêu sái, tự do tự tại. Đối với Liễu gia, đối với triều đình mà nói, đây là điều bọn họ muốn thấy. Hắn cho rằng chỉ cần triều đình còn cần Liễu gia, vậy hắn có thể cứ ăn chơi trác táng như vậy, lại không ngờ, Liễu gia sớm đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hoàng tộc Triệu thị, không trừ không được. Qua trận chiến đó, chớp mắt, phụ thân hắn Trấn Bắc Hầu bệnh nặng qua đời, Liễu gia vốn không ai bì nổi cũng lên đên giữa mưa bão, nguy cơ khắp nơi. Hắn muốn tiếp tục làm kẻ ăn chơi trác táng cũng không được. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn chỉ học được cách sống tiêu sái. Bảo hắn làm thơ, phẩm trà, cưỡi ngựa gì đó còn có thể, nếu bảo hắn suy nghĩ quyền mưu, tính toán cho Liễu gia, bản thân hắn biết, hắn không có năng lực này. Trảng Anh tự sát, phụ thân chết bệnh, tướng quân phủ và Trấn Bắc Quân bị theo dõi, Chiến Sơn Hà tới Kinh Thành bị giam lỏng. Trấn Bắc Hầu Phủ hiện giờ đã không còn là Trấn Bắc Hầu Phủ trước kia. Khi gặp lại cố nhân, Liễu Minh Cẩn bỗng có cảm giác cảnh còn người mất. Hắn hiểu Liễu Hoáng Hoáng và Cầm Cầm tại sao chán ghét Vân Trân như vậy, thật ra sau khi Liễu Trảng Anh chết, trong lòng hắn cũng từng hận nàng. Hắn hận nàng, nếu nàng thật sự yêu Túc Vương, tại sao lúc đầu lại từ bỏ? Nếu nàng không từ bỏ, vậy Trảng Anh đã không có cơ hội. Hắn hận nàng, nếu nàng đã lấy đi trái tim của Túc Vương, tại sao còn trở về? Nếu nàng không trở về, Trảng Anh đã không nổi điên, ép mình vào đường cùng. Nhưng đồng thời, lại có một âm thanh trong đầu nói với hắn không nên hận nàng. Hắn không có quyền hận nàng. Chương 1473, A Linh và Vân Từ. Bởi vì Liễu Trảng Anh đi đến ngày hôm nay đều do bản thân Liễu Trảng Anh lựa chọn, cho dù sự xuất hiện của người khác có tác dụng, nhưng đó không phải tác động chính yếu. Túc Vương không thích muội ấy, ngay từ đầu muội ấy đã biết. Cho dù không có Vân Trân, cũng sẽ có nữ nhân khác. Mà chiến tranh bùng nổ ở Bắc Địa. Liễu Minh Cẩn là con tin, bị cấm rời khỏi Trấn Bắc Hầu Phủ một bước. Cho nên, cuộc chiến ở Bắc Địa hắn đều nghe từ người khác mà biết được. Câu chuyện về Vân Trân là sau khi Chiến Sơn Hà trở về, thời điểm hắn đến tiểu viện vấn an, vô tình nghe gã kể lại. Hắn không dám tin một nữ tử yếu đuối như nàng dám không mang theo hộ vệ mà lẻn vào Lạc Thành, lấy về binh phù và bản đồ chiến lược hành quân, hơn nữa còn không màng nguy hiểm, không so đo hiềm khích trước đây đưa chúng cho Chiến Sơn Hà. Nếu không nhờ binh phù và bản đồ trong tay năm, hậu quả của cuộc chiến 2 năm trước thế nào còn không biết được. Sau khi nghe xong, tâm trạng Liễu Minh Cẩn vô cùng phức tạp. Có khiếp sợ, có bội phục, cũng có xấu hổ. Một nữ tử như nàng có thể vì Vân Hán mà làm những chuyện đó, còn hắn thì sao? Đường đường là nam nhi 7 thước, đường đường là người của Liễu Gia lại bị nhốt ở Kinh Thành trong lúc chiến tranh bùng nổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở tiền tuyến giết giặc. Khi đó, tâm tình Liễu Minh Cẩn đã có thay đổi. Năm trước, hắn biết Vân Trân theo Túc Vương về Kinh Thành. Có điều sau khi về Kinh Thành, nàng đều ru rú trong nhà, ngoại trừ cung yến trừ tịch thì rất ít khi xuất hiện. Cho nên mãi đến hiện tại Liễu Minh Cẩn vẫn chưa gặp lại nàng. Hắn hoàn toàn không ngờ hôm nay bọn họ sẽ gặp nhau, hơn nữa tình cảnh còn có chút xấu hổ. 4 năm không gặp. Người nọ dường như không hề thay đổi. Thời gian khiến con người trưởng thành, khiến con người già đi, nhưng đôi mắt trầm tĩnh kia vẫn không chút thay đổi. Mua bản chữ mẫu xong, Vân Trân liền cùng A Linh và Vân Từ hồi phủ. Trên đường về, Vân Trân dặn 2 đứa nhỏ không được kể phụ vương nghe chuyện hôm nay. Tại sao lại không được kể? Những kẻ đó đều là người xấu. Kể với phụ vương, để phụ vương báo thù cho mẫu thân. A Linh nắm chặt 2 tay, nghiêm túc nói. Có điều A Linh dù sao vẫn còn nhỏ, dáng vẻ này thật sự khiến người ta muốn nhéo má nó. Tuổi còn nhỏ, ai dạy con báo thù hả? Vân Trân nghĩ thế, cũng làm như vậy. Nàng thật sự nhéo má A Linh. Nhưng... Được rồi, mẫu thân đã nói không được kể thì không được kể. Vân Trân buông A Linh ra, xoa đầu nó và Vân Từ. A Linh không được kể, tiểu Từ cũng không được kể. Tiểu Từ sẽ không kể. Vân Từ vẫn luôn rất nghe lời nàng. Vân Trân lại nhìn A Linh. A Linh liếc nhìn xung quanh, trong lòng đang nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt. A Linh cũng sẽ không nói, đúng không A Linh? Vân Từ thấy vậy, sợ Vân Trân quở trách A Linh, vội che chở nó. A Linh bị Vân Từ nắm lấy tay áo, hơi do dự, cuối cùng nó biểu môi, chỉ có thể gật đầu. Mẫu thân không cho nó kể với phụ vương, không cho phụ vương giúp nàng báo thù, vậy nó sẽ báo thù cho mẫu thân, nó không muốn mẫu thân bị người ta bắt nạt. Con đó, cứ che chở A Linh. Vân Trân xoa đầu Vân Từ. A Linh là đệ đệ. Vân Từ nói. Đúng là đệ đệ, nhưng cũng chỉ nhỏ hơn con nửa tuổi mà thôi. Vân Trân lắc đầu. Chương 1474, Lập Phi. Vân Từ chỉ lớn hơn A Linh nửa tuổi, nhưng thoạt nhìn lại hiểu chuyện hơn rất nhiều. Vân Trân mơ hồ đoán được lý do Vân Từ thành thục hơn hài tử cùng tuổi, chỉ sợ có liên quan tới khoảng thời gian nó lưu lạc bên ngoài. Hiện tại, tuy rằng được họ nhận nuôi, bọn họ đối xử với nó rất tốt, nhưng những chuyện đã qua vẫn là bóng ma trong lòng nó. Cho nên, dù nó đã ở cùng bọn họ mấy tháng, nhưng nó vẫn không dám hoàn toàn lơi lỏng. Không phải vì không tin nàng và Triệu Húc, chỉ vì nó sợ mất đi. Có lẽ trong suy nghĩ của nó, chỉ cần nó càng nghe lời, càng che chở A Linh, nàng và Triệu Húc mới không vứt bỏ nó. Mỗi khi nghĩ vậy, Vân Trân đều đau lòng, hận không thể đối xử với nó tốt hơn, giúp nó quên đi quá khứ. Nhưng nàng lại không dám hành động quá rõ ràng. Vân Từ nhạy cảm hơn A Linh rất nhiều. Nếu nàng đối xử với Vân Từ tốt hơn A Linh, ngược lại Vân Từ sẽ thấy bất an. Cho nên điều nàng có thể làm chỉ là cố gắng để chúng cảm nhận tình cảm ngang nhau. Có đôi khi nàng cũng cảm thán Vân Từ tuổi còn nhỏ đã suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chỉ có người từng rơi vào cảnh nghèo khó, mới có thể hiểu được chua ngọt đắng cay trên thế gian này, mới càng dễ trưởng thành hơn. Sau khi về Túc Vương Phủ, A Linh và Vân Tử quả thật không nói. Vân Trân cũng dặn dò nha hoàn đi theo hôm ấy, bảo các nàng không được nhắc tới chuyện gặp người Liễu gia ở thư trai. Tuy không phải chuyện lớn, nhưng nàng không muốn Triệu Húc lo lắng, không muốn để Triệu Húc tự trách, cảm thấy mình không bảo vệ được nàng. Tuy nàng đã chu toàn mọi việc, nhưng Triệu Húc vẫn biết. Có điều, hắn không để Vân Trân biết. Hắn lặng lẽ chuẩn bị. Thời điểm đông tuyết hòa tan, cây liễu đâm chồi, Triệu Húc nói với nàng, muốn để nàng thành phi của hắn. Cách xưng hô phu nhân này là thời điểm ở Quán Châu, Triệu Húc bảo hạ nhân kêu. Khi ấy, Triệu Húc không có cách nào cho nàng danh phận, nhưng lại không muốn ủy khuất nàng, để nàng làm thiếp thất. Trong lòng hắn, nàng chính là phu nhân của hắn, cho nên mới bảo hạ nhân gọi nàng là phu nhân. Có điều danh xưng phu nhân này ở Kinh Thành lại không hợp lễ nghi, có vẻ danh bất chính ngôn bất thuận. Mấy ngày nay, Triệu Húc luôn cân nhắc việc cho nàng danh phận chính thức. Hắn vốn định để lại vị trí vương phi cho nàng, nhưng vừa mở lời với Đức Phi và Hoàng đế, hắn liền bị cự tuyệt. Đức Phi và Hoàng đế có thể cho phép A Linh trở thành thế tử, đó là vì hiện tại Triệu Húc chỉ có mỗi A Linh. A Linh thông minh đáng yêu, khiến người ta yêu thích, để nó làm thế tử cũng không có gì. Nhưng Vương Phi lại khác. Vương Phi của Triệu Húc, dù là thân thế hay tài mạo đều phải xứng đôi với hắn mới được. Giống như Liễu Trảng Anh trước kia. Hiện tại, Triệu Húc muốn phong Vân Trân làm Vương Phi, dù là Đức Phi hay Hoàng đế đều sẽ không đồng ý. Đức Phi biết không khuyên được Triệu Húc, nên phái người nói chuyện này với Vân Trân. Vân Trân hiểu ý của Đức Phi. Nàng đi tìm Triệu Húc, nói với hắn nàng không cần vị trí Vương Phi. Thiếp biết chàng yêu thiếp, vậy là đủ rồi. Vân Trân nói với Triệu Húc, nếu chàng thật sự muốn cho thiếp danh phận, trắc Phi là được. Tại sao? Triệu Húc hỏi. Vân Trân nhìn hắn. Nàng đang băn khoăn thân thế của mình. Chương 1475, lý do chấp nhất. Nếu là trước đây, dù thế nào nàng cũng không sao cả. Nếu có được danh hiệu chính phi, không những có thể bảo đảm cho chính mình, tương lai cũng có thể giúp đỡ A Linh. Nhưng hiện tại không được. Thân thế của nàng không phải bí mật. Nàng không có cách nào lừa mình dối người, làm bộ không có gì xảy ra. Hiện giờ, nàng chỉ đi theo Triệu Húc, nếu ngày nào đó nàng thật sự thành chính phi của hắn, những người kia sẽ càng có nhiều lợi thế khống chế nàng. Nàng không tin Bạch Phi, không tin Lão Ngư chưa từng gặp mặt. Bạch Phi luôn miệng nói sẽ thay nàng giữ bí mật, nhưng bà ta sẽ thật sự giữ bí mật cho nàng sao? Dưới bầu trời này chẳng có gì là bí mật. Ngươi cho rằng đó là bí mật, không có ai biết, nhưng chỉ cần đã xảy ra thì có trăm ngàn manh mối có thể tra được nó. Cho nên trong thiên hạ này chung quy không có bí mật. Giữa nàng và Bạch Phi, Lão Ngư chỉ là tạm thời hòa bình. Nếu có một ngày kế hoạch báo thù của họ cần nàng, hoặc là thời điểm không thể thiếu nàng, Vân Trân tin chắc bọn họ sẽ kéo nàng tham giam không chút do dự. Trong mắt bọn họ, nàng là nữ nhi của Tham Lang, Thịnh Vân Lan, là nữ nhi của Cửu Ca, báo thù cho phụ mẫu của mình là chuyện hết sức bình thường. Lúc này, bọn họ không để nàng nhúng tay vào chẳng qua là vì tạm thời còn chưa cần thiết. Có lẽ là niệm tình cảm trước đây, không muốn nàng bị kéo vào phân tranh nhanh như vậy, cho nên mới để nàng tiếp tục tiêu sái. Vân Trân không muốn mạo hiểm. Tại sao? Triệu Húc lại hỏi. Nói xong, không biết hắn nghĩ tới gì, nhíu mày, chẳng lẽ nàng còn ghi hận thời điểm ở Hỏa Diễm Thành ta không lựa chọn tin tưởng nàng sao? Do vậy nàng không hạ quyết tâm mãi mãi ở bên cạnh ta. Sao chàng lại nghĩ như vậy? Vân Trân mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện đó đã qua rồi. Từ Hỏa Diễm Thành trở về, bọn họ đều không bàn lại, đem những chuyện liên quan giấu kín. Vân Trân cho rằng Triệu Húc sẽ không nhắc nữa. Dù sao không phải vết thương nào sau khi cắt ra đều có thể khép lại. Vậy tại sao lại không đồng ý? Nàng biết rõ đời này của ta ngoại trừ nàng, ta sẽ không cưới nữ nhân khác. Hay là nàng đang để ý Liễu Trảng Anh? Vân Trân nhìn hắn. Nàng phát hiện chuyện này đã thành bóng ma trong lòng Triệu Húc. Nhưng nàng càng không ngờ chính ra khúc mắc nàng cho rằng đã cởi bỏ, trên thực tế chỉ có nàng một bên tình nguyện. Có những vết thương nhìn có vẻ đã được lấp đầy, nhưng thật ra bên dưới lại trống rỗng. Chuyện lúc trước, dù là Triệu Húc cưới Liễu Trảng Anh, hay ở Hỏa Diễm Thành lòng tin hắn dành cho nàng dao động, những việc đó nàng đều biết hắn có nỗi khó. Vì nàng hiểu, cho nên không trách hắn. Vậy nàng cho ta lý do đi. Triệu Húc nói, bằng không ta sẽ cảm thấy dù ta làm gì, đến cuối cùng vẫn không thể giữ nàng lại. Nàng biết không, rất nhiều thời điểm, nàng rõ ràng ở bên cạnh ta, ở ngay trong lòng ta, nhưng nàng lại cho ta cảm giác thật ra nàng đang ở rất xa. Thiếp, nếu nàng thật sự muốn ta yên tâm, vậy nàng nói ta biết. Nói ta biết lý do đi. Đừng dựa vào những gì nàng cho rằng làm thế là tốt với ta, hoặc tốt cho mọi người. Đây không phải chuyện của một mình nàng, là chuyện giữa hai người chúng ta. Chương 1476, câu nói của A Linh. Vân Trân nhìn hắn, thở dốc, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Nhất thời, nàng không quen với dáng vẻ hùng hổ dọa người này của Triệu Húc. Trước kia, hắn rất khi ép nàng giải thích gì đó. Nhưng hôm nay, chỉ là chuyện xác lập Vương Phi lại khiến hắn chấp nhất muốn tìm ra nguyên nhân. Ta hy vọng nàng có thể suy nghĩ kỹ, sau đó trả lời ta. Nói xong câu này, Triệu Húc xoay người bỏ đi. Vân Trân nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Triệu Húc ra ngoài, ngừng dưới mái hiên. Ám thất theo sau hắn. Có phải ngươi cũng cho rằng lời bổn vương vừa nói rất đáng sợ không? Triệu Húc hỏi. Thuộc hạ không dám. Ám thất hiện thân, cúi đầu đáp. Triệu Húc ngẩng đầu nhìn nơi xa, ánh mắt trầm xuống. Thật ra bổn vương chỉ muốn ép nàng ấy nói ra. Nàng ấy cất giấu quá nhiều chuyện trong lòng. Từ hôm vào cung bắt mạch cho Bạch Phi nương nương, bổn vương phát hiện số lần nàng ấy thất thần nhiều hơn trước. Hôm đó tiến cung chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng xưa nay nàng ấy đều không chịu nói với bổn vương. Bổn vương sốt ruột thay nàng ấy, cũng giận nàng ấy. Hắn luôn hy vọng nàng có thể ỷ lại vào hắn một chút. Hắn không muốn chuyện giống Từ Bi Độ lại xảy ra. Hắn không cần nàng hy sinh để bảo vệ hắn. Điều hắn cần là dù gặp chuyện gì, nàng đều có thể không cần băn khoăn mà nói với hắn, coi hắn là một nửa của nàng. Đây là điều Triệu Húc hy vọng. Nhưng hắn phát hiện, việc này lại rất khó với Vân Trân. Bởi vì nàng đã quen che giấu mọi chuyện, một mình chịu đựng. Triệu Húc nói nàng hãy suy nghĩ cho kỹ. Triệu Húc dường như rất nghiêm túc. Bắt đầu từ ngày ấy, hắn và nàng không còn ngủ chung. Vân Trân vẫn ngủ trong phòng của mình, còn Triệu Húc mấy đêm liên tiếp đều ngủ ở thư phòng. Vân Trân khó chịu, trong lòng Triệu Húc cũng không chịu nổi. Hắn luôn hy vọng lần này có thể buộc nàng học được cách thẳng thắn thành khẩn. Ít nhất ở trước mặt hắn, đừng giấu giếm nữa. Mẫu thân, tại sao mấy ngày nay A Linh không nhìn thấy phụ vương? Hôm nay, A Linh hỏi Vân Trân. Bởi vì A Linh ở cùng Vân Trân, Triệu Húc vì tránh mặt Vân Trân, ngay cả A Linh cũng né tránh. Vì phụ vương là vương gia, có rất nhiều chuyện phải làm. Vân Trân giải thích, A Linh nhớ phụ vương sao? Vâng. A Linh gật đầu. Vân Trân xoa đầu nó, bế nó từ dưới đất lên đặt trên đùi mình. Nếu A Linh nhớ phụ vương, A Linh có thể bảo vú nuôi đưa con đi tìm phụ vương. Nhưng A Linh muốn cùng mẫu thân đi tìm phụ vương. Vân Trân nhìn nó, thở dài trong lòng. Mẫu thân, được hay không? A Linh ôm tay nàng, làm nũng. Ai bảo con nói như vậy? Vân Trân nhéo mũi nó. A Linh ngày thường tuy thông minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lời như vậy không phải một tiểu hài tử có thể nói. Chắc chắn có ai đó đứng sau bảo nó nói như vậy. Không, không có ai cả. A Linh vội lắc đầu. Vân Trân biết hỏi nó không ra, liền gọi nha hoàn chiếu cố nó tới. Nha hoàn cũng không biết. Vân Trân lại hỏi gần đây có ai thường xuyên tới tìm A Linh không? Nha hoàn nghĩ, sau đó nói sáng nay Nguyên Bảo công công hầu hạ vương gia có tới tìm A Linh. Hắn mang tới cho A Linh và Vân Từ rất nhiều đồ chơi, sau đó có nói với A Linh mấy câu. Chương 1477, cùng là người phiền não. Nghe nha hoàn nói, Vân Trân có hơi hối hận. Nàng nói chuyện với A Linh thêm một lát, sau đó bảo nha hoàn đưa nó xuống nghỉ ngơi. Đám người đi rồi, Vân Trân rơi vào trầm mặc. Từ nhỏ Nguyên Bảo đã hầu hạ bên cạnh Triệu Húc, từ Kinh Thành đến Thanh Lương Sơn Trang ở Nam Hoang, lại từ Thanh Lương Sơn Trang đến Ninh Vương Phủ ở Kinh Thành, rồi từ Ninh Vương Phủ đến Càn Nguyên Cung trong cung, kế tiếp là từ trong cung đến Túc Vương Phủ ở Quán Châu, hiện giờ lại theo Triệu Húc từ Quán Châu về Kinh Thành. Ngần ấy năm, bản lãnh khác không thấy Nguyên Bảo tiến bộ, nhưng bản lãnh xem mặt đoán ý, nghiền ngẫm lòng người lại rất khá. Thấy giữa Triệu Húc và nàng như có mâu thuẫn gì, hắn liền muốn tạo cơ hội cho họ. Đôi khi, chút thông minh là đúng, nhưng không phải lần nào đều đúng cả. Lần này, Vân Trân phát hiện Triệu Húc đã hạ quyết định ép nàng phải lựa chọn. Tuy nàng hiểu hắn, nhưng lại không có cách nào đồng ý với hắn. Chuyện Triệu Húc muốn biết đương nhiên không phải nguyên nhân nàng cự tuyệt vị trí chính phi, khẳng định còn có chuyện khác. Tuy nàng tin cho dù biết thân thế của mình, Triệu Húc cũng sẽ không vì ân oán đời trước, áp giải, dư nghiệt tham lang như nàng tới trước mặt hoàng đế trị tội. Ngược lại, hắn sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ nàng. Nhưng điều Vân Trân sợ nhất chính là hắn sẽ bảo vệ nàng. Nàng thở dài. Thật ra Vân Trân không cần nói ra chân tướng, cứ tùy tiện bịa một lý do là được. Nhưng nàng không muốn làm như vậy. Người ta thật lòng đối đãi với nàng, nhưng nàng lại nói dối, huống chi người đó còn là Triệu Húc. Thật sự như rơi vào bế tắc. Nhất thời, quan hệ của họ rơi vào trạng thái giằng co. Triệu Húc cố tình tránh mặt nàng. Tuy Vân Trân không cố tình, nhưng nơi nàng đi không nhiều, cho dù ra ngoài cũng tiếp xúc với những người Triệu Húc không tiếp xúc. Cho nên, nếu nói cố ý tránh mặt, cho dù hiện tại bọn họ cùng ở một mái hiền, thì rất lâu cũng không chịu nhìn nhau. Hôm nay, Vân Trân theo thường lệ tới Tào Trạch bắt mạch cho Tử Thị. Sau trừ tịch, Tử Thị vẫn luôn dùng phương thuốc của nàng. Trong cung phái y nữ tới bắt mạch mấy lần đều không nhìn ra vấn đề, nhưng đây dù sao cũng không phải kế lâu dài. Nói cách khác, cho dù hoài thai 10 tháng, đến cuối cùng vẫn phải có kết quả mới được. Giữa ngươi và chiến tướng quân chẳng lẽ không thể thành sao? Bắt mạch cho Tử Thị xong, Vân Trân hỏi. Trong phòng chỉ có hai người các nàng, bên ngoài có người của Vân Trân canh gác, cho nên có thể yên tâm dò hỏi. Tử Thị rút tay về, cười khổ. Thật ra ngày ấy có phái người tới nói, nguyện ý lấy ta làm vợ. Vậy ngươi? Ta không đồng ý. Tại sao? Tử Thị cười, ta biết ngài ấy làm như vậy chẳng qua là kế sách tạm thời, chỉ vì giữ gìn danh tiết cho ta, đồng thời cũng là vì báo ân. Hai chữ báo ân Tử Thị nhấn mạnh. Trong phòng an tĩnh lại. Vân Trân nhìn nàng ấy. Tử Thị quay đầu đi. Ta từng cho rằng mình rất có dũng khí. Dù sao ta đã từng vì ngài ấy lựa chọn ở lại Bắc Địa. Thời điểm người Nhung xâm nhập, tin ngài ấy tử trận trên sa trường truyền về, nhưng ta không tin. Nàng luôn cảm thấy nàng sẽ tìm được cả. Chương 1478, khuyên. Dù sống hay chết. Sống, nàng sẽ tìm được cả, chết, nàng sẽ tìm được thi thể của gã. Dù thế nào nàng cũng sẽ tìm được cả. Khi ấy, nàng không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, lẻ loi một mình bước vào trời đất đầy tuyết, bôn ba khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chôn vùi dưới đại đao của người Nhung. Lúc đó, nàng chỉ có một tín niệm, đó chính là tìm được gã. Vì gã, ngay cả tính mạng nàng cũng có thể không cần. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện nàng không có được dũng khí như nàng tưởng tượng. Có lẽ chỉ vì ta đột nhiên tham lam, muốn được nhiều hơn, Tử Thị bắt lấy tay Vân Trân, nói, ban đầu, ta cảm thấy có thể nói chuyện với ngài ấy, đôi mắt của ngài ấy có thể nhìn đến ta đã rất thỏa mãn. Dần dần, ta hy vọng ta có thể để lại chút ấn tượng trong lòng ngài ấy. Sau đó, ta làm được rồi. Sau khi ngài ấy thu phục đám người Nhung, ta nói với ngài ấy, ta sẽ chờ ngài ấy đến một ngày có thể đón nhận ta. Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy nếu Chiến Sơn Hà có thể đón nhận nàng cũng nguyện ý chấp nhận trong lòng Chiến Sơn Hà còn cất giấu một nữ nhân khác. Nàng cảm thấy nàng sẽ không để ý. Nhưng rồi ta phát hiện mình không làm được. Có lẽ ta quá tham lam. Ta không muốn ngài ấy áy náy, ngài ấy báo ân, ngài ấy lấy đại cục làm trọng. Ta hy vọng ngài ấy thật sự thích ta, yêu ta, toàn bộ trái tim của ngài ấy hoàn toàn thuộc về ta. Nếu không chiếm được, ta thà không cần. Vân Trân, nói tới đây, Tử Thị nắm tay Vân Trân càng chặt, ngươi nói xem, ta có phải đã trở thành kẻ xấu rồi không? Sao ta lại trở nên đáng sợ như vậy? Ngài ấy đã có thể cho ta toàn bộ, nhưng ta vẫn chưa thỏa mãn. Đồ ngốc! Vân Trân duỗi tay ôm lấy nàng ấy, chẳng có ai mãi giữ vững lý trí trong tình yêu cả, chỉ có tham lam, càng không thể chịu đựng trong lòng người kia còn cất giấu một nữ nhân khác. Ta rất sợ. Ta sợ đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng mình từng ghét nhất. Ta cũng không muốn ép ngài ấy đưa ra quyết định. Ngươi từng hỏi chiến tướng quân chưa? Cái gì? Tử Thị buông nàng ra, ánh mắt nghi hoặc. Vân Trân lắc đầu, ý ta là ngươi đã nói ra suy nghĩ của mình với chiến tướng quân chưa? Nói ngươi không muốn ngài ấy tiếp tục yêu người kia, không muốn trong lòng ngài ấy còn cất giấu một người khác, ngươi muốn độc chiếm ngài ấy, muốn có được toàn bộ tình yêu của ngài ấy chưa? Nhưng những lời thẹn thùng này sao có thể hỏi ra? Ta không cảm thấy có gì xấu hổ cả. Ngươi cũng vừa mới nói, ngươi vì chiến tướng quân, ngay cả mạng cũng không cần. Như vậy tại sao lại không có dũng khí nói thẳng những buồn khổ của mình cho ngài ấy biết? Cứ coi như cho bản thân cơ hội cuối cùng đi. Ngươi không nói, làm sao ngươi biết trái tim chiến tướng quân rốt cuộc đang nghĩ gì? Ngài ấy bảo người hầu tới nói với ngươi, ngài ấy muốn cưới ngươi là vì lấy đại cục làm trọng hay vì báo ân sao? Chẳng lẽ không có khả năng ngài ấy thích ngươi sao? Việc này... Không, Tử Thị mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình. Lời Vân Trân nói đã động nàng rất mạnh. Tại sao không cho chính mình một cơ hội? Vân Trân hỏi. Chương 1479, Vân Phi. Tại sao không cho chính mình cơ hội? Thời điểm hỏi Tử Thị, Vân Trân cũng tự hỏi bản thân. Nàng có thể khuyên chính mình, nhưng giữa nàng và Triệu Húc vẫn tồn tại quá nhiều vấn đề. Ta hiểu rồi. Không biết qua bao lâu, Tử Thị ngẩng đầu nhìn nàng, nói, Vân Trân, hôm nay chỉ sợ ta không thể chiêu đãi ngươi nữa. Được. Vân Trân gật đầu, vậy ta cáo từ trước. Vân Trân đứng dậy, dẫn người rời đi. Vân Trân rời đi không bao lâu, Tử Thị cũng rời khỏi Tào Trạch. Có lẽ hiện tại nàng thiếu đi chút dũng khí. Nàng nên lấy hết can đảm hỏi rõ Chiến Sơn Hà. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nên từ bỏ. Dù sao đã kiên trì lâu như vậy, nếu bảo nàng từ bỏ, nàng thật sự không cam lòng. Nàng không muốn tương lai bản thân phải hối hận. Sau khi rời khỏi Tào Trạch, Vân Trân liền ngồi xe ngựa về Túc Vương Phủ. Trên đường, nàng nghĩ chuyện của Tử Thị và Chiến Sơn Hà, chớp mắt lại biến thành vấn đề giữa nàng và Triệu Húc. Đó mới là bế tắc. Nàng hiểu tâm trạng muốn biết của Triệu Húc, nhưng nàng cũng có lý do không thể nói. Phu nhân, tới rồi. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền tới giọng của nha hoàn, theo đó, màn xe được vén lên. Vân Trân không lưng chui ra ngoài, còn chưa kịp ngẩng đầu, bên cạnh đột nhiên có một đôi tay duỗi tới bế nàng xuống. A, Vân Trân hét lên, muốn giãy giụa. Rất nhanh, nàng đã ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Húc. Hạ nhân trong phủ sớm đã cúi đầu, không ai dám xem. Triệu Húc cứ bế nàng như vậy đi vào vương phủ, mãi đến khi về phòng mới dừng lại. Hắn đặt nàng trên giường, sau đó duỗi tay đè bả vai nàng lại. Trân Nhi, ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Triệu Húc nói, ta không thích chiến tranh lạnh với nàng. Nếu nàng thật sự không muốn nói, thật sự không muốn làm chính phi của ta, ta có thể tôn trọng ý kiến của nàng. Chia lìa mấy ngày nay khiến ta rất dày vò, ta không muốn cứ tiếp tục thế nữa. Nói rồi, Triệu Húc khom lưng ôm chặt lấy nàng. Vân Trân ngây ra một lúc. Đợi hoàn hồn, nàng cũng duỗi tay ôm hắn. Khóe mắt có hơi cay cay. Nhưng hiện tại, nàng đã không có cách nào cẩn thận tự hỏi. Nàng chỉ có thể càng dùng sức ôm lấy hắn. Chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng kết thúc. A Linh rất vui, mẫu thân và phụ vương cuối cùng cũng cười rồi. A Linh vỗ tay. Ăn cơm đi, đừng lộn xộn. Vân Trân duỗi tay đè nó lại, tránh cho nó ngã xuống ghế. Bên cạnh, Vân Từ thấy vậy, cũng cười rộ theo. Bởi vì phong ba, chính phi xem như kết thúc. Không bao lâu, trong cung hạ chỉ, phong Vân Trân làm trắc phi của Triệu Húc, dùng từ Vân trong tên của nàng, phong làm Vân trắc phi. Bởi vì trong Túc Vương Phủ trước mắt chỉ có Vân Trân là nữ chủ nhân, cho nên thời điểm xưng hô, hạ nhân đều lặng lẽ bỏ đi chữ trắc. Trân Nhi, từ nay về sau, ta chỉ có một phi tử là nàng. Triệu Húc ôm nàng, hứa hẹn. Vân Trân cười cười, nhưng nụ cười kia không hề có thích ý cùng thả lỏng như ban đầu. Bởi vì rất nhanh, nàng đã nhận được thư của Bạch Phi. Trong thư Bạch Phi chúc mừng nàng trở thành trắc phi của Triệu Húc. Chương 1480, Tứ Hôn. Lời chúc như vậy đối với Vân Trân mà nói chẳng phải chuyện tốt. Nàng thà coi nó là một lời cảnh cáo. Sau khi trở thành Vân Phi, cuộc sống của Vân Trân và Triệu Húc có một khoảng thời gian an bình. Một ngày nào đó, Triệu Húc không ở trong phủ, Vân Trân ở thư phòng đọc sách. Lúc này, có người tránh thị vệ của Túc Vương Phủ, lẻn vào thư phòng. Hữu hộ pháp. Vân Trân nhìn người tới, kinh ngạc gọi. Nàng theo bản năng nghĩ tới Lệ Vô Ngân. không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hữu hộ pháp gật đầu với nàng, ta phụng lệnh của giáo chủ, chuyển giao giáo chúng của U Minh giáo ở Kinh Thành cho ngươi. Cái gì? Vân Trân sửng sốt. Đây là ý của giáo chủ. Hiện giờ ngươi trở về Kinh Thành, ngài ấy không thể bảo vệ ngươi, chỉ có giao những người này cho ngươi quản lý, ngài ấy mới có thể yên tâm. Ngươi không cần cảm thấy việc tiếp nhận này khó khăn, dù sao giáo chúng của U Minh giáo ở Kinh Thành cũng không nhiều. Ngày thường, bọn họ có thể giúp ngươi làm việc lặt vặt, thu thập tin tức. Hoặc là trong tương lai, nếu ngươi gặp chuyện gì, bọn họ có thể bẩm báo về tổng bộ U Minh giáo. Ý ngươi là hắn đang ở tổng bộ U Minh giáo? Vân Trân hỏi. Hữu hộ pháp nhìn nàng, giáo chủ chỉ bảo ta giao thế lực ở Kinh Thành cho ngươi. Còn về những việc khác, giáo chủ không nói, ta cũng không thể tự tiện cho ngươi biết. Có điều, ta có thể nói với ngươi rằng hiện tại giáo chủ rất an toàn. Ngoại trừ an toàn thì sao? Vân Trân hỏi. Nhưng vấn đề này, mãi đến khi hữu hộ pháp rời đi, Vân Trân vẫn không có được đáp án. Hữu hộ pháp đi rồi, Vân Trân ngồi ở thư phòng rất lâu. Mãi đến khi Triệu Húc hồi phủ, nàng mới ra ngoài. Buổi tối, Triệu Húc hỏi nàng ở thư phòng đọc sách gì, thế mà mê muội như vậy, thiếu chút quên cả thời gian. Vân Trân tùy tiện nói tên mấy quyển. Trầm mặc mấy ngày, dần dần tự nàng cũng suy nghĩ thoáng. Chuyện nàng nợ lệ vô ngân sớm đã không đếm hết. Nếu một hai phải nói rõ từng chuyện, ngược lại sẽ lãng phí ý tốt của đối phương. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là tự bảo vệ mình, như thế mới không khiến trả giá hay hy sinh những người lo lắng cho nàng bị uổng phí. Đây có lẽ là điều duy nhất trước mắt nàng có thể làm cho Lệ Vô Ngân. Nàng dành thời gian một ngày đi gặp người Lệ Vô Ngân để lại. Thời điểm gặp những người đó, nàng không cố ý giấu Triệu Húc. Nàng biết không thể mỗi chuyện đều giải thích với hắn được. Nhưng ít ra ngoại trừ thân thế của nàng, những việc khác, nàng không thể lại cố ý gạt Triệu Húc. Hôm ấy sau khi trở về, tuy Triệu Húc không nói gì, nhưng Vân Trân nhìn ra được giữa mày hắn đã nhẹ nhàng không ít. Đó là nhẹ nhàng thật sự, không giống mấy ngày trước vì để nàng yên tâm mà cố tỏ ra nhẹ nhàng. Chúng ta nên chuẩn bị hạ lễ rồi. Hôm nay Triệu Húc trở về, nói với Vân Trân. Hạ lễ gì? Vân Trân đang chuẩn bị gói thuốc cho A Linh và Vân Từ, nghe Triệu Húc nói, nàng liền ngừng công việc lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không biết Triệu Húc đang nói gì. Hôn lễ đó. Triệu Húc cười nói, là hôn lễ của Chiến tướng quân và Thanh Hiếu huyện chúa. Sáng sớm hôm nay, Chiến tướng quân và Thanh Hiếu huyện chúa tiến cung xin Phụ Hoàng ban hôn, Phụ Hoàng đã đồng ý, nàng nói xem, có phải chúng ta nên chuẩn bị hạ lễ rồi không? Chương 1481, cao hứng. Thật sao? Bọn họ thật sự đi xin thánh chỉ. Bệ hạ đồng ý rồi. Bọn họ sắp thành thân sao? Vân Trân đứng bật dậy, bắt lấy cánh tay Triệu Húc, kích động hỏi. Đúng vậy, bọn họ sắp thành thân. Triệu Húc xoa đầu nàng nói xem, chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì đây? Thiếp. Vì quá cao hứng, nàng thế mà quên mình định nói gì. Có lẽ gần đây xung quanh bọn họ không có hỷ sự gì, hiện tại Tử Thị và Chiến Sơn Hà sắp thành thân, đây là đại hỷ. Vân Trân không nhịn được mà cao hứng thay họ. Được rồi. Triệu Húc giữ chặt tay nàng. Hắn đúng là không biết nàng cũng có những thời điểm mất bình tĩnh như vậy. Ngày thường nàng rất ít khi để lộ cảm xúc, làm hại Triệu Húc có hơi ăn giấm của Tử Thị và Chiến Sơn Hà. Nàng bình tĩnh trước đi. Ta còn có một chuyện muốn nói với nàng. Hai mắt Vân Trân sáng ngời nhìn hắn. Tối nay Chiến tướng quân và Thanh Hiếu huyện chúa muốn mời chúng ta ăn cơm ở Túy Tiên Lâu. Triệu Húc nói. Chiến Sơn Hà và Tử Thị mời họ bữa cơm, thứ nhất là vì bọn họ ở Kinh Thành không có quá nhiều người thân bằng hữu. Bên phía Chiến Sơn Hà chỉ có Liễu Gia, nhưng người Liễu Gia ở Kinh Thành cũng chỉ có lão phu nhân của Trấn Bắc Hầu Phủ và Liễu Minh Cẩn xem như khá thân với gã. Còn Tử Thị, hiện tại không thân không thích. Bọn họ muốn chia sẻ niềm vui với bằng hữu của mình, cho nên liền nghĩ tới Vân Trân và Triệu Húc. Nguyên nhân thứ hai là Vân Trân và Triệu Húc đã giúp họ quá nhiều. Về Tử Thị, trước đây Tào Gia có thể lật lại bản án, rửa sạch quan tình, Vân Trân và Triệu Húc đều hỗ trợ không ít, thời điểm ở Bắc Địa cũng coi như kề vai chiến đấu. Mới đây trên yến tiệc trừ tịch, cũng nhờ Vân Trân và Triệu Húc, Hoàng đế mới không trị tội Chiến Sơn Hà, chuyện Tử Thị nói dối mang thai cũng không bị lộ, che giấu tới bây giờ. Bởi vậy, Tử Thị và Chiến Sơn Hà muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này với hai người đầu tiên cũng là hợp tình hợp lý. Thiếp lập tức đi chuẩn bị lễ vật. Vân Trân nói. Bằng hữu của nàng không nhiều. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đến giờ vẫn là bằng hữu lại càng ít. Mà Tử Thị xem như là một trong số đó. Hiện giờ, Tử Thị sắp thành thân với người nàng ấy yêu, dù thế nào Vân Trân cũng muốn tặng chút lễ vật chúc mừng họ. Triệu Húc thấy nàng cao hứng, cũng theo ý nàng. Sau khi Vân lôi ra đống nhân sâm, phỉ thúy trong phủ, Triệu Húc thấy nàng vẫn chưa biết chọn gì, liền ở bên nhắc nhở một chút. Mấy thứ này tuy quý giá, nhưng với giao tình của nàng và Chiến Sơn Hà, Thanh Hiếu huyện chúa, thật ra không cần tặng thứ gì quý giá. Ta cảm thấy nàng có thể tặng gì đó thực dụng một chút, sau đó bỏ thêm tâm tư của nàng vào. Nói xong, hắn bỗng phát hiện hắn và Vân Trân quen nhau lâu như vậy, Vân Trân hình như chẳng tặng hắn bao nhiêu món quà. Thứ duy nhất xem như vật đính ước là ngọc bội hắn tặng nàng, khi ấy nàng không kịp chuẩn bị, quà đáp lễ là mặt dây chuyền bằng ngọc. Mặt dây chuyền kia đến giờ Triệu Húc vẫn mang theo bên người, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn hơi để ý. Chương 1482, chủ và khách cùng vui. Nguyên nhân hắn để ý không phải vì mặt dây chuyền kia không đáng giá, mà vì thời điểm Vân Trân đưa nó cho hắn không phải như đưa tín vật đính ước. Nàng tặng cho hắn chỉ vì hắn đòi mà thôi. Ngẫm lại, Triệu Húc có hơi bất bình. Hắn phải tìm cơ hội lần nữa bảo Vân Trân đưa hắn tín vật mới được. Vân Trân hiện tại đang cao hứng cho hôn sự của Tử Thị và Chiến Sơn Hà, hoàn toàn không biết trong lòng Triệu Húc có oán niệm như vậy. Sau khi được Triệu Húc nhắc nhở, nàng nghĩ ra có thể tặng họ cái gì. Đúng thế, không cần là đồ quý giá mới có thể đại biểu chúc mừng. Mấy thứ này tuy quý giá, nhưng ở đâu cũng mua được. Nếu đã là hạ lễ, không bằng tặng thứ gì có thể hỗ trợ họ. Vân Trân liền nghĩ tới gói thuốc nàng đang chuẩn bị cho A Linh và Vân Từ. Gói thuốc này có tác dụng phòng côn trùng, hỗ trợ giấc ngủ, lúc ngủ đặt bên gối rất có hiệu quả. Nàng cũng có thể làm cho Tử Thị và Chiến Sơn Hà mấy cái, thể hiện tâm ý, đương nhiên, đây không phải hạ lễ chính thức, chờ đến ngày bọn họ thành thân, nàng sẽ cùng Triệu Húc tặng một phần đại lễ khác. Nghĩ vậy, Vân Trân liền bận rộn. Vân Trân làm việc bắt đầu e ngại Triệu Húc đứng cạnh chắn tầm mắt nàng, cho nên cương quyết đuổi hắn đi. Chờ chuẩn bị xong, canh giờ cũng tới. Nàng thay xiêm y, rửa mặt chải đầu, lúc này đã có thể đi dự tiệc. Vân Trân nghĩ đêm nay sẽ uống rượu, cũng không biết khi nào mới về, nên không cho A Linh và Vân Từ đi theo. Nàng để họ ở lại trong phủ, có vú nuôi và Nguyên Bảo chăm sóc, nàng và Triệu Húc cũng có thể yên tâm. Rất nhanh, hai người đã ra ngoài, không bao lâu thì tới Túy Tiên Lâu. Tiểu nhị dẫn họ lên lầu. Trong phòng, Tử Thị và Chiến Sơn Hà đã chờ sẵn. Túc Vương điện hạ, Chiến tướng quân, Thanh Hiếu huyện chúa, Vân Trân. Chào hỏi xong, mọi người ngồi xuống. Vân Trân và Triệu Húc ngồi một bên, Tử Thị và Chiến Sơn Hà ngồi một bên. Từ lúc bước vào, Vân Trân đã lặng lẽ quan sát Tử Thị và Chiến Sơn Hà. Nàng phát hiện Tử Thị không còn miễn cưỡng và sâu lo, nụ cười trên gương mặt hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, thỉnh thoảng còn cùng Chiến Sơn Hà trao nhau ngọt ngào nồng đậm. Mà ánh mắt Chiến Sơn Hà nhìn Tử Thị cũng nhu tình hơn trước. Thấy vậy, Vân Trân cuối cùng cũng yên tâm. Xem ra khúc mắc giữa họ đã được giải trừ. Chúc mừng ngươi, Tử Thị. Vân Trân nâng chén rượu, chúc mừng người đối diện, ta thật sự cao hứng cho hai người. Chúc hai người bách niên hảo hợp, trường trường cửu cửu, hạnh phúc mãi mãi. Đa tạ ngươi, Vân Trân. Tử Thị ngượng ngùng nhìn Chiến Sơn Hà, sau đó nói với Vân Trân, cũng chúc ngươi và Túc Vương điện hạ hạnh phúc mãi mãi. Vậy chúc chúng ta đều hạnh phúc. Triệu Húc nâng chén. Trường trường cửu cửu. Chiến Sơn Hà nâng chén. Bữa cơm này, chủ và khách cùng vui. Uống mấy ly, Vân Trân bắt đầu say. Tử Thị bên kia cũng đã mê man. Triệu Húc và Chiến Sơn Hà lo cho người bên cạnh, tương đối khắc chế. Túc Vương, ân tình của ngài và Vân Phi, Chiến Sơn Hà ta mãi mãi ghi nhớ. Chiến Sơn Hà nói với Triệu Húc. Chiến tướng quân không cần như thế. Chỉ cần hai người có thể hạnh phúc là được. Hết phần 44, mời các bạn đón nghe phần 45.